Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 671, trở mặt. Đột nhiên, Ngô Bình cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thần trí thì hỗn loạn. Người đàn ông kia vừa niệm chú vừa tiến đến gần Ngô Bình, vẻ mặt càng lúc càng hung hiểm. Ngô Bình hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó khổ sở. Người đàn ông lúc này đã rút ra một con dao sắc, định đâm Ngô Bình. Ngô Bình quả thực có đau đầu nhưng quyền ý của anh vẫn vô cùng tỉnh táo quyền ý là một loại bản năng, cho dù có hôn mê thì quyền ý vẫn có thể đả thương đối thủ. Cho nên, khi gã đàn ông chuẩn bị đâm anh, Ngô Bình trở tay rồi quật ngã đối phương xuống đất. Đồng thời, anh đá mạnh vào thái dương của ông ta. Rắc, một tiếng đanh gọn vang lên, đầu gã đàn ông nát bét. Một mảng đầu của ông ta còn văng tới trước mặt người phụ nữ. Một đống nhầy nhầy vừa trắng vừa đỏ bắn lên mặt chị ta. Người phụ nữ kia thét lên, cũng rút dao ra định đâm vào phần bụng Ngô Bình. Ngô Bình lách người qua một bên, giơ tay thi triển kinh lôi trường. Đoàn một cái, người phụ nữ tay vẫn cầm dao bay xa mấy chục mét, mặt đen thui. Máu huyết trong cơ thể cũng bị tia sét ban nãy hút cạn. Sau khi đánh chết hai người này, Ngô Bình không bị đau đầu nữa. Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm, đây là thứ gì vậy? Nói rồi, anh nhặt quyển kinh thư kia lên xem, mỗi trang đều viết những hình bùa cổ quái, anh nói, thứ này xem ra giống với một loại phù chú. Có điều sao lại phải đóng thành một quyển cơ chứ? Nhìn thấy trong cuốn kinh còn có mấy chục loại bùa khác nên Ngô Bình nhặt về nghiên cứu sau. Đúng lúc này, một người đàn ông chừng ngoài 50 dạo bước tới. Ông ta trông rất có uy, sau lưng ông ta là một đám người. Khi nhìn thấy hai cái xác trên mặt đất, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Ngô Bình, hỏi cậu là ai? Ngô Bình không hề do dự, hỏi vặn lại thế rồi ông là ai người đàn ông trầm giọng đáp tôi là quách ích quách ích là chủ nhân nhà họ quách cũng là con trai cả của quách nguyên tượng sau này ông ta sẽ kế thừa toàn bộ sản nghiệp nhà họ quách ngô bình tuyết miệng cười đáp hóa ra là bác quách cháu là lý huyền bình theo lời ông cháu tới đây chúc thọ nhưng không biết tại sao vừa vào đến cửa đã có người đòi giết cháu audio điện tử võ tấn bền quách ích liếc nhìn hai thi thể trầm giọng hỏi cậu nói là họ muốn giết cậu ngô bình đúng vậy lẽ nào bác quách không biết sao quách ích hít sâu một hơi rồi đáp tôi nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm ngô bình thở dài đáp hiểu lầm kiểu gì mà lại khiến hai cao thủ nhân tiên muốn giết cháu vậy bác quách quách ích đáp tôi nhớ hôm nay đại diện nhà họ lý là lý hoàng đào sao lại là cậu được lúc này có một người chạy tới chính là hoàng tương Hoàng tương thấy Ngô Bình không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy quay lại nhìn Quách Ích, gióng giặc nói Quách Ích. Chuyện hôm nay, tập đoàn Lý Thị chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Quách Ích hờ hững đáp, anh Hoàng, tôi đã giải thích rồi. Đây chỉ là hiểu lầm. Hoàng tương lạnh lùng đáp, bất luận có phải hiểu lầm hay không thì việc các người muốn sát hại cậu chủ nhà họ Lý cũng không thay đổi. Quách Ích, cứ đợi chúng tôi khai chiến đi. Quách Ích mặt lạnh như tiền, Hoàng tương ông tưởng nhà họ quách này sợ đối đầu với họ lý các người sao hoàng tương cười hi hi đáp mặc kệ các ông có sợ hay không sau này nhà họ lý chúng tôi sẽ công kích các người trên tất cả các mặt trận tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước đằng sau quách ích có một người thanh niên anh ta nói bố có vẻ bọn họ đã biết hết kế hoạch của chúng ta rồi không cần phí lời với họ nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch quách ích gật đầu sau đó tránh ra vài bước ông ta nói với đám người đằng sau các vị vất vả cho các vị rồi xin hãy giúp tôi bắt hai kẻ này sống hay chết đều được lập tức một toán cao thủ ùa lên vây lấy hai người ngô bình mặc dù trong đây không có cao thủ địa tiên nhưng cũng đủ khiến ngô bình cao chặt mày lại anh bảo hoàng tương đứng phía sau mình ông hoàng mau chạy đi tôi giữ chân được bọn chúng hoàng tương đáp cậu chủ nếu có cầm chân bọn chúng thì cũng phải là tôi làm cho dù tôi có chết cũng không bỏ cậu lại đằng sau lòng người khó lường nhưng cũng là thứ đáng trân trọng nhất như hoàng tương một mực trung thành với nhà họ lý và lý vân đầu lúc này khi đứng giữa làn danh sống chết ông ấy biết rõ mình không mạnh nhưng vẫn bảo ngô bình đi trước ngô bình không khỏi cảm động trong lòng tự nhủ ông nội thật lợi hại bên cạnh ông lại có được một thuộc hạ trung thành hiếu nghĩa như vậy anh vỗ vai hoàng tương cười nói chúng ta đều không chết đâu chỉ dựa vào đám phế vật này thì không giết được tôi ngô bình lấy ra từ trong người một cái mặt nạ ra người ra lệnh nhân bì viêm dương bảo vệ hoàng tương chiếc mặt nạ lập tức mở miệng đáp tuân lệnh chủ nhân ngô bình vẫn chưa hiểu hết sức mạnh của mặt nạ ra người có điều anh biết nếu chỉ bảo vệ một người thì nó thừa sức làm được ngô bình giãn gân cốt một lát sau đó đi về phía quách ích hỏi quách ích ông chắc chắn muốn tuyên chiến với nhà họ lý chúng tôi rồi chứ Quách ích cười đáp, cậu nhóc, hôm nay tất cả người nhà họ Lý sẽ chết, bao gồm cả ông nội cậu. Ngô Bình sầm mặt lại, ông nói cái gì? Quách ích lạnh lùng đáp, cậu là người sắp chết nên nói với cậu bí mật này cũng không sao cả. Tôi đã phái cao thủ đi giết ông nội cậu rồi. Ông ta nhìn đồng hồ, nói tiếp, hiện giờ có lẽ Lý Vân Đầu cũng sắp chết rồi đấy. Ngô Bình trong lòng kinh ngạc, vội vã rút điện thoại ra gọi cho Lý Vân Đầu. Quách ít cũng không ngăn cản anh ông ta lạnh lùng nói không ích gì đâu chúng tôi đã dùng hắc thiên tuyệt mệnh chú của hắc thiên giáo để nguyền rủa ông ta rồi loại chú nguyền này còn giết được cả địa tiên không gì có thể giải được ngô bình mặt không cảm xúc gọi điện cho thần chiếu thần chiếu lúc này đang rửa xe trong sân hiện giờ ông ấy làm việc vặt giúp ngô bình nào tỉa hoa nhổ cỏ thỉnh thoảng còn cho đông hoàng ăn ông thần ông hỏi đông hoàng xem nó có cách nào giải hắc thiên tuyệt mệnh chú không nếu có thì lập tức cầm thứ đó đến bảo vệ ông nội tôi. Ông phải nhanh lên. Tính cách thần chiếu rất đặc biệt, càng gặp chuyện lớn thì ông ấy càng bình tĩnh. Ông ấy đáp, "Vâng, chủ nhân, tôi sẽ tới trong vòng 10 phút." Tu luyện đến cảnh giới chân nhân thì đương nhiên là có khả năng dịch chuyển tức thời. Thần chiếu không cúp điện thoại mà đi tới trước mặt Đông Hoàng, lặp lại câu hỏi của Ngô Bình. Đông Hoàng biết tình hình cấp bách nên đi về ổ của nó. Khi trở lại nó đang ngoạm một hình nhân nhỏ làm bằng da thú, bên trên chi chít những bùa. Thần chiếu là địa tiên nên nhìn một lát là hiểu cách dùng. Một giây sau, ông ấy vút lên không trung rồi phóng đi như điện xẹt. Khi đi qua đông hồ, ông ấy dừng lại chốc lát rồi nói với Lý Dư, lúc tôi không có nhà nhớ trông nhà cẩn thận. Lý Dư gật đầu, nó lắc mình một cái rồi biến thành một con rắn có hai chân dài chừng nửa mét, bơi theo đường ống nước của thành phố đến nhà Ngô Bình. Từ dưới đường ống nước, chú rắn nhỏ bò lên bờ, sau đó bò lên trên cây hòe. Lúc bò lên cây hòe xong, chú rắn yên lặng không động đậy, quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Một khi kẻ thù tới, chắc chắn chú sẽ phát hiện ra ngay. Đột nhiên trong đầu chú rắn vang lên một giọng nữ, yêu nghiệt phương nào dám đến nhà ta tác oai tác quái đây. Đối phương rõ ràng yếu hơn nhưng lại dám nói giọng khinh thường Lý Dư như vậy. Lý Dư đang định đáp trả vài lời cay đắng thì đột nhiên nảy số, hỏi lại ta nghe lệnh chủ nhân đến trong nhà. Cái cây thành tinh kia, mi cũng được chủ nhân nuôi sao? Cây hòe cũng xứng lại, thế mi cũng được chủ nhân nuôi à? Lý Dư Kiêu hãnh đáp, còn ai trồng khoai đất này? Chủ nhân nói sẽ giúp ta hóa thành rồng kia. Cây hòe, thế thì mi cũng giỏi đấy. Trong một diễn biến khác, Ngô Bình sau khi thông báo cho thần chiếu thì cất điện thoại đi. Anh tin thần chiếu sẽ không khiến anh thất vọng vốn tôi còn kiêng rè vì nghĩ rằng ông cụ quách có ơn với ông nội tôi. Nhưng giờ xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi. Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ dùng mọi cách có thể để hủy diệt nhà họ quách các người. chương 672, Đại Phản Thiền Âm Quách ít cười lạnh nói, mày mà cũng đòi ư. Ngô Bình giành mạch đáp, đúng thế. Một ông lão đứng sau lưng Quách ít giơ tay bắn một đạo phù ra, cùng lúc đó hai cao thủ cấp phó vương cũng tấn công Ngô Bình từ hai phía. Phù ấn kia hóa thành một tia sáng đen to như con bò, sau đó đáp xuống người Ngô Bình. Ngay khi bị tia sáng đó chiếu xuống người, Ngô Bình cảm thấy tứ chi của mình tê dần, nhưng cảm giác ấy biến mất rất nhanh. Ở thắt lưng của anh có một miếng ngọc bội song long, nó chính là thần ngọc của Giáp Hạ Môn, miếng ngọc bội tỏa ra tia sáng trắng làm tia sáng đen kia lập tức bị loại trừ. Hai võ vương tưởng Ngô Bình sẽ bị bùa chú khống chế nên cứ thoải mái giơ vũ khí lên tiên lên tấn công anh. Vù nhưng chợt có một đường kiếm màu đen xuất hiện, nó hóa thành chín đường kiếm mảnh rồi phản công lại hai người đó. Đây là thức thứ nhất trong môn kiếm pháp ba thức rưỡi mà Ngô Bình đã học, cứ rảnh là anh lại luyện, ban đầu anh có thể chém ra 4 đường kiếm, sau đó là 6 và giờ là 9, uy lực đã mạnh hơn nhiều. Sau hai tiếng phập, đầu của hai võ vương đã bay đi, máu tươi lênh láng, ánh nắng chiếu xuống tạo ra màu sắc như cầu vồng. Cái gì, ông lão tung bùa chú cả kinh, sau đó giơ tay tung tiếp hai đạo phù nữa ra lão ta tích góp những bùa chú này rất lâu rồi rất ít khi dùng tới nhưng hôm nay đã phải dùng đến ba cái từ đó đủ thấy lão ta đang lo sợ đến mức nào hai đạo phù rơi xuống người ngô bình rồi bị thần ngọc diệt trừ ngay anh nói đình dùng thứ rác rưởi này để đối phó tôi ư ông lão tái mặt như gặp ma người run lẩy bẩy ba phù chú của lão ra đều là cấp biệt tiên tại sao lại không làm gì được ngô bình lẽ nào anh ở cảnh giới địa tiên rồi ngô bình liếc nhìn các cao thủ rồi nói hôm nay tôi chỉ đối phó với nhà họ quách thôi ai không liên quan thì về đi quách ít nhân mặt nói danh con nếu giờ mày không khoanh tay chịu trói thì lý vân đẩu sẽ đi chầu diêm vương ngay nói rồi ông ta gọi video đi xong phía bên kia lại hiện ra gương mặt của một người mà ông ta không quen đó là thần chiếu thần chiếu lạnh lùng nhìn quách ít rồi nói ông chính là người đứng sau sát thủ kia hả rửa sạch cổ chờ chết đi. Mặt quách ích lập tác tím tái, ông ta gào lên, ông là ai? Thần chiếu lạnh giọng đáp, chân nhân thần chiếu. Tay quách ích run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại, rõ ràng bên cạnh Lý Vân Đầu chỉ có một quỷ tiên thôi cơ mà. Sao giờ lại xuất hiện thêm một chân nhân nữa? Ngô Bình nghe thấy giọng của thần chiếu thì nói, ông thần, làm được đấy. Thần chiếu đang định trả lời thì quách ích đã ngắt máy, sau đó tức giận nói với Ngô Bình, rốt cuộc mày là ai? Quách Ích biết nhà họ Lý đã tìm được người cháu trai thất lạc đã lâu, nhưng ông ta không ngờ người này lại mạnh tới vậy. "Ngô Bình, tôi là Lý Huyền Bình, cháu trưởng của nhà họ Lý." "Quách Ích, gọi người đứng sau ông ra đây, để tôi xem dựa vào ai mà ông lại ngông đến vậy." "Dựa vào tôi." Một người thanh niên bước ra, đi cùng anh ta là một cô gái rất xinh đẹp. Người thanh niên rất kiêu căng, anh ta liếc nhìn Ngô Bình rồi nói, "Cậu cũng giỏi đấy, nhưng chưa là gì với Hắc Thiên giáo đâu." Ngô Bình, cái gì? Hắc thiên giáo, anh là con trai của đường chủ hình đường hả? Người thanh niên ngạc nhiên hỏi, cậu biết tôi à? Ngô Bình, anh đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Người thanh niên, chỗ dựa của tôi không chỉ là Hắc thiên giáo, mà đối phó cậu thì tôi không cần dùng tới uy của Hắc thiên giáo. Ngô Bình, thế anh định dựa vào thực lực cảnh giới thần của mình à? Người thanh niên mỉm cười với vẻ rất đắc ý, tôi đã được chùa bạch tượng của tiểu Tây Thiên nhận làm đồ đệ. Tiểu Tây Thiên, Ngô Bình cao mày, Tiểu Tây Thiên là một không gian gặp của Đông Nam Á, giống địa tiên giới ở Viêm Long. Tiểu Tây Thiên và các tu sĩ ở Viêm Long cũng có nhiều quan hệ dây dưa với nhau, ngay chính Ngô Bình cũng đang giữ một pháp ấn Tiểu Tây Thiên. Được Tiểu Tây Thiện nhận làm đệ tử cũng có gì oai lắm đâu, Ngô Bình nói. Người thanh niên lùi lại một bước rồi nói, sư phụ. Một tăng nhân mặc áo bảo bước ra, người này vừa đen vừa gầy, dáng người cũng không cao, giọng nói thì như tiếng chuông ngân, bần tăng không muốn sát sinh, nên thí chủ hãy buông vũ khí. Ngô Bình cười lạnh nói, hòa thượng kia, ông nói thế mà không biết ngượng à. Rõ ràng là các người cầm vũ khí đe dọa tôi đấy chứ. Tăng nhân bình thản nói, a di đà Phật, nếu thí chủ đã cứng đầu như vậy thì đừng trách bần tăng. Tăng nhân chắp tay lại rồi bắt đầu niệm chú Phật môn. Ông ta vừa lầm nhầm thì Ngô Bình cũng niệm chú, nhưng anh niệm đại phản thiền âm của đại thừa Phật Pháp, thuộc một trong chín thần thông của chùa Đại Thiên. Một khi anh niệm thần chú này thì có thể phá vỡ mọi hoang tưởng, tiêu diệt hết chấp niệm, trừ khử các tà ma, trấn áp yêu quái, đây là một phép thần thông rất mạnh. Ngô Bình không hay tu luyện phép thần thông này, nhưng niệm chú với anh không phải chuyện khó, khéo anh còn nắm rõ về đại phản thiền âm hơn cả lão tăng của chùa Đại Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngô Bình niệm chú bằng lời tiên. Còn vì sao lại dùng bằng chữ tiên thì Ngô Bình cũng đang nghi có lẽ Phật và Đạo có chung nguồn cội. Ngay khi Ngô Bình niệm chú, tất cả mọi người đều rơi vào ảo giác, họ nhìn thấy tiên và Phật đang bay lượn trên không, thậm chí còn có cả tiên nữa đang ca múa, phía sau Ngô Bình xuất hiện một đức Phật cao lớn, uy đức vô lượng. Lão Tăng kia định dùng thần chú để khống chế Ngô Bình, nào ngờ khi nghe thiền âm này xong thì đã biến sắc mặt rồi rơi vào ảo ảnh. Dù ông ta cũng có tu vi rất cao, nhưng vẫn không thể chống lại đại phản thiền âm được ông ta rơi nước mắt lã chã sau đó quỳ xuống trước mặt ngô bình đương nhiên là ông ta đang quỳ trước đức phật sau lưng anh người thanh niên ngẩn ra nói sư phụ ngô bình giúp kẻ xấu làm việc ác phải trị tội sau đây lão tăng khóc lóc đệ tử có tội đệ tử sẽ sửa sai nói rồi ông ta nhảy lên rồi tung một trưởng vào đầu người thanh niên rắc đầu anh ta đã rơi xuống đất Cô gái đi cùng với người thanh niên là con gái của Quách Ích, cũng chính là người đẹp số một ở Đông Nam Á, cô ấy hét lên rồi sợ đến mức ngất xỉu. Quách Ích tái mặt, chuyện gì thế này? Vị đại sư này có tu vi rất cao, sao lại quỳ trước mặt thằng nhãi kia? Hơn nữa còn giết con rể tương lai của ông ta. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào Quách Ích rồi nói, Quách Ích, ông còn gì để nói nữa không? Quách Ích quát, Lý Huyền Bình, mày đã đắc tội với cả Hắc Thiên Giáo và Chùa Bạch Tượng, mày nghĩ mình có sống nổi không? Ngô Bình, đó là chuyện của tôi, ông lo cho thân mình trước đi. Tôi cho ông chọn cách chết đấy. Quách ích lùi lại nói, xin các vị ra tay. Xong, các cao thủ ở đây đều đứng yên. Trước đó, Ngô Bình đã giết vài cao thủ, còn khống chế được Lão Tăng thì chứng tỏ rất mạnh, họ đang sợ rúm người rồi. chương 673, nuốt chọn tập đoàn Quách Thị. Thấy không có ai tiến lên, Quách ích tức giận, một đám vô dụng. Bà lão kia lên tiếng, "Ông Quách, đây là chuyện nhà ông nên chúng tôi xin phép về trước." Bà ta vừa đi thì những người khác cũng chạy mất dạng ngay, loáng cái chỉ còn lại Quách Ích và đám thuộc hạ của ông ta. Quách Ích hít sâu một hơi nói, "Chàng trai, thật ra hai nhà Quách Lý chúng ta có giao tình rất sâu đậm, hà tất phải tuyệt tình với nhau thế này?" Ngô Bình cười lạnh nói, "Quách Ích, da mặt ông còn dày hơn cái thớt, trước đó ông còn định hại hết ông nội tôi, diệt nhà họ Lý chúng tôi." mà giờ lại đòi giảng hòa ông thấy có khả thi không người thanh niên đã hiến kế cho quách ích trước đó lạnh giọng nói lý huyền bình nhà họ quách chúng tôi không phải gia tộc yếu ớt mà cậu muốn diệt là diệt hãy suy nghĩ đến hậu quả đi hắn còn chưa nói hết câu thì ngô bình đã tung một trường tới đó là hư không đại ấn thủ người thanh niên lập tức im bặt sau lưng xuất hiện một trường ấn rõ ràng đây là trường ấn mà ngô bình mới luyện nó có thể xuyên qua cơ thể người gây tổn thương diện rộng cho lục phủ ngũ tạng quảng quách ích hét lên rồi đỡ lấy con trai mình nhưng quách quảng vẫn không ngừng hộp máu sau đó chết ngay tắp lự quách ích gào lên tao liều mạng với mày ông ta bổ nhào về phía ngô bình anh giơ chân lên đá rồi nói quách ích tôi nói rồi ông có quyền chọn cách chết này cháu có một ông lão bước ra sau đó đi tới cạnh quách ích rồi tát vào mặt ông ta tiếp theo thì quỳ trước mặt ngô bình cháu trai, ông là quách nguyên tượng, lần này quách ít sai rồi. Nhưng mong cháu nể tình ông với ông nội cháu có quen biết mà tha cho nhà họ quách lần này. Ngô Bình cười lạnh nói, tha cho nhà ông ư, quách nguyên tượng, nhiều năm qua nhà ông liên tục chiếm việc kinh doanh của nhà họ lý chúng tôi tại Đông Nam Á, ông tôi có nói gì không? Chúng tôi luôn nhân nhượng, nhưng các người cứ lấn tới, đến giờ còn định tiêu diệt nhà họ lý chúng tôi và giết ông nội tôi. Quách nguyên tượng, ông sống ngần này tuổi thì cũng chết được rồi. Ngô Bình tung một trưởng ra, quách nguyên tượng cong người rồi ngã sấp mặt. Người phía sau vội đỡ ông lão dậy, nhưng phát hiện lão đã tắt thở. Bố! Quách ích gào lên, Lý Huyền Bình, mày tuyệt tình quá đấy. Ngô Bình cao mày, tôi với ông thì có tình nghĩa gì mà tuyệt. Sứt lời, anh định giết quách ích luôn cho bỏ tức. Nhưng đột nhiên có một người đáp xuống, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào của Hắc Thiên Giáo, ông ta nhìn thi thể dưới đất rồi tức giận nói là cậu giết con trai tôi ư ngô bình liếc nhìn người đó thì biết ông ta chính là đường chủ của hinh đường thuộc hắc thiên giáo đúng ngô bình đáp người đàn ông gầm lên khí tức toàn thân tuôn trào sau đó dội về phía ngô bình cổ đạo phương ông giám lại có thêm hai người nữa xuất hiện đó chính là mông trạch và trương tây linh tu vi của họ đều cao hơn cổ đạo phương Cổ đạo phương nhìn Mông Trạch rồi biến sắc mặt nói, "Hộ pháp Mông. Trương trưởng lão, sao hai người lại đến đây?" Mông Trạch và Trương Tây Linh đi tới cạnh Ngô Bình rồi lễ phép chào hỏi, "Tham kiến giáo chủ." Dù Ngô Bình đang xuất hiện với diện mạo của Lý Huyền Bình, nhưng Mông Trạch và Trương Tây Linh chỉ cần liếc nhìn là phát hiện ra thân phận thật của anh ngay. Ngô Bình gật đầu, hai người đến nhanh đấy. Cổ đạo phương ngẩn ra, "Người này là giáo chủ mới ư?" mông trạch lườm cổ đạo phương đường chủ cổ còn không mau tham kiến giáo chủ cổ đạo phương nổi giận cậu ta đã giết con trai của tôi hoàng tương nói là con trai ông định giết lão ra nhà tôi trước cậu ta chết cũng đáng cổ đạo phương lạnh giọng nói hộ pháp mông trương trưởng lão tôi không chấp nhận giáo chủ mới này quỳnh khí tức quanh người mông trạch cuộn trào ông ta bước về phía cổ đạo phương cổ đạo phương mới ở cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất sao có thể là đối thủ của ông ta. Cổ đạo phương không kịp phản ứng lại nên bị một cái mâu ngắn đâm trúng ngực, vết thương này đã lấy mạng cổ đạo phương ngay. Mông trạch thua mâu lại, còn cổ đạo phương đã chết. Thấy thế, ngô bình thoáng ngạc nhiên, anh không ngờ cái mâu ngắn toàn ấy lại mạnh đến vậy. Giết cổ đạo phương xong, mông trạch nói với ngô bình, giáo chủ, thuộc hạ đã giết ông ta rồi. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Trương Tây Linh, Tây Linh, giờ ông tiếp quản hình đường. Trương Tây Linh mừng rỡ, cảm ơn giáo chủ. Ngô Bình, sao rồi? Trương Tây Linh cười đáp, thưa giáo chủ, các trưởng lão và đường chủ đều đã quy thuật, giờ ai cũng đang mong giáo chủ mau về tổng bộ để tiếp quản vị trí. Ngô Bình gật đầu tốt, hai người về chuẩn bị đi, mai tôi sẽ tới. Vâng, hai người họ mang thi thể của bố con cổ đạo phương cùng rời đi, chỉ có quách ích ngơ ngác ở lại và không hiểu gì. Ngô Bình điểm vào mi tâm của quách ích, thi triển khối lỗi thuật để biến ông ta thành con rối quách ích, tôi sẽ cho ông sống thêm mấy ngày. Đúng lúc này, có một chiếc xe đi tới, một đám người bước xuống xe, đó là cấp dưới của Hoàng Tương, Lý Hoàng Đào cũng có mặt. Lý Hoàng Đào đang cầm một khẩu súng trong tay, vì quá kích động nên người cậu ta đang run lên. Ngô Bình cao mày nói, anh bảo em về, sao còn quay lại làm gì? Lý Hoàng Đào nuốt nước miếng nói, anh, em đến cứu anh. Nghe thấy thế, Ngô Bình mừng thầm, không uổng công anh dốc sức bảo vệ thằng nhóc này. Anh nói, xong hết rồi. Lý Hoàng Đào, em đã báo cho ông rồi, ông đang ngồi máy bay tới. Ngô Bình, đúng là ông nên đến đây một chuyến. Sau đó, anh nói với Quách Ích, Quách Ích, lát nữa ông phải tuyên bố với quan khách là Lý Hoàng Đào sẽ lấy con gái ông, còn ông sẽ giao quyền quản lý gia tộc cho Lý Hoàng Đào. Quách Ích vâng lời ngay, vâng. Lý Hoàng Đào ngẩn ra, anh, ông ta bị sao thế? Ngô Bình, giờ ông ta là con rối của anh, Hoàng Đào, tạm thời em hãy tiếp quản công việc của nhà họ Quách. Nhưng đừng vui sớm quá, em có làm được hay không là phụ thuộc hết vào năng lực của chính mình đấy." Lý Hoàng Đào gái đầu nói anh, em không thích việc kinh doanh đâu, anh tìm người khác đi. Ngô Bình cạn lời, cậu em họ của anh đúng là chán chết. Anh nói, "Được rồi, em cứ làm tạm một thời gian đi rồi chờ ông sắp xếp." Anh dẫn nhóm Quách Hích quay lại phòng tiệc, lúc này các quan khách vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra nên vẫn trò chuyện vui vẻ. Con gái của Quách Ích thì rơi nước mắt đứng sau lưng bố mình. "Quách Ích, các vị, hôm nay tôi sẽ tuyên bố một việc. Từ nay trở đi, con gái Quách Tình của tôi sẽ là vợ sắp cưới của Lý Hoàng Đào của Lý thị. Đồng thời, tôi sẽ giao việc quản lý gia tộc cho cậu con rể tương lai luôn." Các quan khách đều ngẩn ra, "Chuyện gì vậy? Quách Ích giao hết quyền luôn ư? Ông ta điên rồi sao?" Quách ích nói tiếp, bố tôi vừa qua đời, con trai tôi cũng mất ngoài ý muốn, còn tôi mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa. Vì thế, tôi mới đưa ra quyết định này. Thưa các vị, buổi tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Các quan khách cứ thế bị đuổi đi, loáng cái biến cố của nhà họ Quách đã truyền khắp Á Mã. Quách ích gọi luật sư đến chuẩn bị thu tục chuyển giao quyền hành. Còn vị hòa thượng của chùa Bạch Tượng thì được Ngô Bình thả đi, dẫu sao người này cũng thuộc tiểu Tây Thiên nên anh chưa lấy mạng ông ta vội. chương 674, Mộ Dung Kiều biến mất. 5 tiếng sau, Lý Vân Đầu đã xuất hiện ở Trang Viên. Khi ông ấy biết tin Quách Nguyên Tượng đã chết thì thở dài một hơi. Thật ra ông ấy không muốn như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không cứu vãn được nữa. Ngô Bình đã khống chế được nhà họ Quách, nhờ đó mà nhóm của Hoàng Tương đã tiếp quản mọi việc làm ăn của nhà họ quách trên danh nghĩa của nhà họ Lý. Từ công trường, siêu thị, trạm xăng, khu trồng trọt, ngân hàng cho đến tài sản cùng hơn 100 công ty và bất động sản, thậm chí cả căn trang viên này cũng được gói gọn vào rồi bán hết cho tập đoàn Lý Thị. Vì thế tập đoàn Lý Thị đã phải bỏ ra 50 tỷ đô để mua lại. Đương nhiên đây chỉ là ngoài mặt thôi, vì cuối cùng tiền cũng về tay của Lý Thị hết. Nhà họ Quách đã làm ăn ở Đông Nam Á gần 70 năm, đầu tư rất nhiều vào các tác phẩm nghệ thuật, vàng bạc châu báu. Hầu hết những thứ đó đều được cất dưới hầm bảo hiểm ở căn trang viên này, tổng giá trị của chúng phải lên tới cả chục triệu đô. Lý Vân Đầu Bảo Hoàng tương dùng danh nghĩa của tập đoàn để thành lập một công ty, ông ấy cho Ngô Bình đứng 49% cổ phần, còn Lý Thị chiếm 51% còn lại. Ngô Bình lại có yêu cầu chuyển hết số cổ phần của anh sang công ty mới thành lập cổ đông của công ty ấy chính là Trương Lệ và Ngô Nghi. Anh đặt tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần đầu tư Thần Long, tên ngắn gọn là công ty Thần Long. Hầu hết tài sản và cổ phần của Ngô Bình đều đứng dưới danh nghĩa của công ty này. Hơn nữa, chủ tịch của công ty là Lục Nhiễm Trần. Tổng tài sản của Quách Thị đã trên 100 tỷ đô, vậy mà đã bị Lý Thị nuốt trọn trong một đêm. Đây đúng là một cơn địa chấn, khiến cả Đông Nam Á phải chấn động. Ngày hôm sau, các chính khách và thương nhân lớn ở các nước thuộc Đông Nam Á đều gọi điện đến nhà họ Lý để chúc mừng. Họ biết rõ nhà họ Quách xong đời rồi, và giờ là lúc nhà họ Lý lên ngôi. Cùng lúc đó, cũng có một truyền thuyết được lưu truyền khắp Đông Nam Á, nói rằng cháu trưởng của nhà họ Lý là một vị thần tiên, chỉ cần nhấc tay một cái đã tiêu diệt được nhà họ Quách. Nhưng muốn tiếp quản mọi ngành của nhà họ Quách là chuyện về lâu về dài, ít cũng phải mất nửa năm, vì thế Lý Vân Đầu đành phải ở lại Á Mã để chi huy thậm chí Lý Mai cũng bị gọi tới, tạm thời giúp ông ấy quản lý sản nghiệp ở đây. Tôi đến, Lý Vân Đẩu, Hoàng Tương, Lý Hoàng Đào đều ngồi bàn kế hoạch tiếp theo với Ngô Bình. Lý Vân Đẩu, không ngờ nhà họ Quách lại bị tiêu diệt như vậy. Hoàng Tương, lão gia, sản nghiệp của nhà họ Quách dính dáng đến rất nhiều thế lực nên phải xử lý nhiều lắm ạ. Lý Vân Đẩu gật đầu, "Ừm, 응, nhà họ Quách qua lại với nhiều giới, chúng ta phải xử lý cẩn thận, đừng gây mâu thuẫn với bất hòa." sau đó ông ấy nói với ngô bình huyền bình là ông suy xét thiếu thấu đáo chuyện hôm nay mà không có cháu túc kế đa mưu cùng thực lực mạnh thì chắc nhà ta bị nhà họ quách hại rồi lý hoàng đào vội nói ông ơi anh bình là cao thủ võ lâm siêu lắm cậu ta thao thao bất tuyệt kể lại ngô bình đã đánh bại các cao thủ võ lâm thế nào lý vân đầu nghe mà cả kinh ngô bình hỏi lý hoàng đào hoàng đào cậu còn thích quách tình không lý hoàng đào có vẻ mất tự nhiên anh bình anh đừng giết Quách Ích được không? Ngô Bình nhìn cậu ta, tại sao? Lý Hoàng Đào thở dài nói, Quách Tình đáng thương lắm, cô ấy xin em hãy cứu Quách Ích. Ngô Bình hỏi, cậu định thế nào? Lý Hoàng Đào, hay tha cho ông ta được không anh? Lý Vân Đầu thở dài nói, Hoàng Đào, chuyện hôn sự của cháu với Quách Tình chỉ để che mắt thế gian thôi, chứ cháu định coi con bé là vợ thật à? Lý Hoàng Đào gật đầu, ông ơi, cháu thích cô ấy thật mà. Xin ông tác thành cho chúng cháu. Ngô Bình, Hoàng Đào, cô ấy đang mang thai con của người khác mà cậu vẫn chấp nhận à? Lý Hoàng Đào, cô ấy không mang thai đâu, chỉ nói thế để lừa nhà họ cổ thôi. Ngô Bình, cậu thích cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích cậu. Để một cô gái không thật lòng với mình ở bên cạnh là rất nguy hiểm. Lý Hoàng Đào chợt quỳ xuống, anh Bình, em xin anh, sau này em sẽ tuyệt đối nghe lời anh và ông chỉ cần mọi người đồng ý cho em với Quách Tình ở bên nhau. Ngô Bình nói, để ông quyết định chuyện này. Lý Vân đầu nhìn cháu mình rồi nói, không giết Quách ích cũng được, nhưng không thể để Quách Tình tham gia vào việc quản lý tập đoàn Lý Thị. Cháu cũng thế, từ giờ không được động đến việc kinh doanh của gia tộc nữa. Lý Hoàng Đào mừng quính, cháu cảm ơn ông, cảm ơn anh Bình. Sau đó, cậu ta bỏ đi luôn, chắc định thông báo tin vui cho Quách Tình. Lý Vân đầu lắc đầu nói, hoàng đào còn trẻ người non dạ, không biết đề phòng ai. Hoàng tương cũng nói, lão gia, cậu chủ, chúng ta không nhổ cỏ tận gốc thì sẽ có rất nhiều nguy cơ. Chắc chắn quách tình rất hận chúng ta, để cô ấy ở gần là rất nguy hiểm. Ngô Bình nói, chuyện này không sao, tôi sẽ xóa ký ức của cô ấy, để cô ấy quên đi thân phận của mình. Hoàng tương cười nói, cậu chủ quả là tài giỏi, như vậy thì khỏi phải lo nữa rồi. Việc còn lại do Lý Vân Đầu và Hoàng Tương xử lý, Ngô Bình ngồi lại một lúc rồi cũng rời đi. Trang viên rộng lớn này từng là của nhà họ Quách, nhưng giờ đã thuộc về nhà họ Lý. Anh vừa đi ra ngoài thì đã có một người xuất hiện, đó là Mộ Dung Kiều. Không biết lúc trước cô ấy trốn ở đâu mà người của hoàng tương không tìm được. "Cô chưa đi à?" Ngô Bình hỏi. Mộ Dung Kiều đỏ mắt nói, "Anh giết ông ngoại tôi rồi à?" "Ngô Bình, cô hiểu rõ hơn tôi mà, là ông ta định giết tôi trước." thậm chí còn định giết hết người nhà họ Lý chúng tôi. Mộ Dung Kiều lau nước mắt nói, những người khác của nhà họ Quách đều vô tội, xin anh tha cho họ, nói rồi, cô ấy quỷ xuống đất. Ngô Bình nói, tôi có bảo sẽ giết họ đâu, cô đứng dậy đi. Mộ Dung Kiều thở vào một câu rồi đứng dậy nói, tôi đi gặp chị họ được không? Được, Ngô Bình không làm khó cô ấy. Thấy Mộ Dung Kiều đã đi xa, Ngô Bình gọi điện cho thần chiếu để hỏi thăm tình hình thần chiếu kể lại mọi việc đúng là có người muốn hại lý vân đầu nhưng đã bị ông ấy phát hiện ra người đó thi triển tuyệt mệnh chú may mà ông ấy có đồ mà đông hoàng chi nên có thể dễ pháp giải chú đồng thời liên thủ với ảnh để giết chết kẻ đó ngô bình gọi điện xong lý hoàng đào đã dẫn quách tình đến gặp anh cô ấy cúi đầu xuống với vẻ rụt rè ngô bình hỏi quách tình sau này cô hãy sống cho thật tốt quách tình vội nói vâng tôi không dám có suy nghĩ gì khác đâu ngô bình mộ dung kiều đến gặp cô chưa quách tình ngẩn ra mộ dung kiều ngô bình đúng cô ấy là em họ cô còn gì quách tình đờ ra em họ của tôi đúng là mộ dung kiều nhưng nó đã chết hơn một tháng rồi ngô bình chấn động cô bảo mộ dung kiều đã chết rồi ư quách tình gật đầu em ấy bị ung thư đã qua đời ở bệnh viện ngô bình trầm mặc một lát sau đó giơ tay phải lên trước mặt quách tình rồi đưa qua đưa lại để thi triển thuật thôi miên nhằm xóa ký ức của cô ấy. Lý Hoàng Đào không dám nói gì, chờ Ngô Bình xong việc mới hỏi, anh Bình, anh làm gì thế? Ngô Bình, giờ cô ấy không còn nhớ gì cả, em nói gì thì sẽ trở thành ký ức của cô ấy. Lý Hoàng Đào thở phào, thế là tốt rồi. Ngô Bình vỗ vai cậu ta, nếu đã chọn cô ấy thì phải đối xử với người ta cho tốt. Sau đó, Ngô Bình tìm khắp trang viên xem mộ dung kiểu đâu, nhưng hình như cô ấy đã bốc hơi, không thấy đâu cả anh nhân mặt, nếu mộ dung kiều đã chết thì người anh nhìn thấy là ai? Là ma chắc. Không thể nào, nếu cô ấy là linh hồn thì đôi mắt xuyên thấu của anh đã nhận biết được. Lẽ nào đó là mộ dung kiều giả? Nếu không phải mộ dung kiều thì đó là ai? chương 675, thuận theo thì sống. Ngô Bình chợt nhớ ra mộ dung kiều từng nói hơn một tháng nay mình không ăn gì, mà người chết cũng không cần ăn uống. Lẽ nào, dù đã ở cảnh giới nhân tiên, nhưng anh vẫn thấy lạnh sống lưng. Ngô Bình tìm một vòng xong thì quay lại phòng khách, Lý Vân Đẩu và hoàng tương vẫn đang họp. Ngô Bình vừa đi vào, hoàng tương đã đứng dậy rồi nói, "Đây là cậu chủ Huyền Bình, mọi người nhớ chưa, sau này gặp cậu chủ nhớ phải chào hỏi." Ngô Bình đang bận việc riêng nên chỉ gật đầu với mọi người rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Anh không lên tiếng, hoàng tương cũng chẳng dám ho he, chỉ chớp mắt nhìn anh. Lý Vân Đầu biết cháu mình đang có chuyện suy nghĩ nên hỏi, "Huyền Bình, có chuyện gì à?" Ngô Bình xua tay, "Không ạ, à, ông với mọi người cứ họp tiếp đi." Đây là cuộc họp thương nghiệp, Ngô Bình chỉ nghe vài câu là thấy buồn ngủ. Anh ngồi lại chục phút rồi đứng dậy rời đi, kiếm một chỗ khác yên tĩnh hơn để tu luyện. Anh đã nắm vững vài tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền như Ngưng Huyết Chỉ, Kinh Lôi Trưởng và Vô Sinh Ấn hai tuyệt kỹ đầu tiên thì anh đã luyện thành rồi nên giờ sẽ bắt đầu luyện tuyệt kỹ thứ ba là vô sinh ấn. Tu luyện tuyệt kỹ này khó hơn kinh lôi trưởng nhiều, trong lịch sử của chùa Đại Thiền mới chỉ có một vị cao tăng luyện thành, hơn nữa luyện xong chưa bao lâu thì viên tịch. Nghe nói vị cao tăng ấy không thể áp chế được sát khí của vô sinh ấn, nên tâm hồn chưa đấy sát khí, để tránh bị nhập ma, ông ấy đã lựa chọn tự sát. Truyền thuyết là vậy, nhưng Ngô Bình biết vô sinh ấn khó luyện là bởi muốn luyện thành thì cần có quyền ý, chỉ thế thì mới có thể lĩnh hội được những điều kỳ diệu trong tâm pháp. Theo tìm hiểu của Ngô Bình thì Vô Sinh ấn là một kỹ năng giết chóc. Chắc nó có xuất xứ từ một môn võ công cao cường nào đó, vì thế mới không hoàn chỉnh. Người đời sau muốn luyện Vô Sinh ấn thì buộc phải suy luận ra võ công của nó, mà khả năng suy luận này chỉ có ở đại sư quyền ý đại thành, đương nhiên với một người đã luyện quyền ý đến viên mãn như Ngô Bình thì chuyện này quá đơn giản. Anh vừa thử suy luận trong đầu đã hiện ra rất nhiều động tác và cách vận công trời tối từ lúc nào không hay ngô bình vẫn đứng dưới gốc cây bất động hơn một tiếng sau anh mới cử động tay sau đó tung một trưởng vào cây hoa phía trước thân cây to như cái miệng bát ngô bình cũng không biết tên nó là gì anh tung một trưởng ra trong bóng tôi chợt lóe lên quang ấn màu tím rồi đập vào thân cây ngay sau đó lá trên cây đã héo rũ cuối cùng khô quát nước trong cây cũng như bốc hơi hết sạch từng tế bào của cây đã bị hủy diệt, nó thể sống tiếp được nữa. Chính Ngô Bình cũng phải giật mình, anh vừa thi triển vô sinh ẩn. Nhưng môn tuyệt kỹ này quá ác độc, hèn chi mà có cái tên như vậy, một khi thi triển thì người chúng chiêu sẽ chết ngay. Anh thử thêm vài lần nữa thì có người làm đi tới gọi, thông báo cơm tối đã chuẩn bị xong. Bữa tiệc tối này rất long trọng, cả Hoàng Tương, Lý Mai, Lý Vân Đẩu và những người khác đều tham gia. Ngô Bình không hứng thú với câu chuyện của họ, anh ăn thật nhanh rồi lại ra sân sau tu luyện tiếp. Nhưng anh vừa đi ra ngoài thì Lý Mai cũng chạy ra theo. Ăn ít thế thôi hả? Lý Mai hỏi. Ngô Bình, tôi không đói. Anh hỏi tiếp, huyện Minh Dương vẫn thuận lợi chứ? Lý Mai cười đáp, may mà mình nhanh tay nên mua được đất. Cho đến chiều nay thì thôi rồi, đến các nhân vật có máu mặt cũng không mua nổi nữa. Ngô Bình, tôi nghĩ nên bán đỡ đất đi để ăn tranh lệch giá, sau đó dùng số tiền ấy đầu tư vào sản nghiệp khác lý mai ngẩn ra tại sao nếu chúng ta tự khai phá thì sẽ kiếm được nhiều hơn chứ ngô bình cười nói cô nghĩ xem tên sao bên trên lại muốn xây dựng khu hưng long lý mai để xây dựng một xí nghiệp tiên tiến dẫn đầu toàn cầu ngô bình đúng là bên trên định như vậy cho nên nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào mảng bất động sản thì sẽ bên trên sẽ không thích đâu lý mai ngẩn ra ý cậu là giờ chúng ta bán đất rồi đầu tư vào công nghiệp hả Ngô Bình, chúng ta chỉ làm những thứ mình dành thôi, nhà họ Lý đã có xương xe hơi ở Đông Nam Á rồi, tôi cùng đang đầu tư vào các công ty con về xe hơi của tập đoàn Tam Hiếu. Tôi nghĩ chúng ta có thể đầu tư vào mảng xe năng lượng mới. Lý Mai nhìn anh rồi nói, tôi cứ tưởng cậu không biết kinh doanh, giờ xem ra cậu cũng có cách nhìn xa trông rộng giống ông đấy. Ngô Bình, mấy cái này dễ thấy mà, ai chẳng biết, chẳng qua không muốn từ bỏ lợi ích thôi. Và lại, muốn chuyển hướng đầu tư thì cần nhiều vốn mà huyền bình nói đúng đấy đột nhiên có giọng nói của lý vân đầu vang lên ngô bình cười nói ông cũng ra ngoài này ạ à. lý vân đầu ông già rồi nên thích yên tĩnh chuyện còn lại giao hết cho hoàng tương tiểu bình cháu vừa bảo muốn đầu tư dự án năng lượng mới à ngô bình cháu luôn muốn làm xe hơi năng lượng mới giờ có cơ hội nên muốn thử sức ạ à. lý vân đầu đợi bên này ổn một chút ông sẽ cho lý mai về phụ trách chuyện đó ngô bình ông ơi sản nghiệp bên này đúng là lớn thật lý vân đầu cười nói hồi sáng họp ông cũng nhắc rồi chúng ta phải tập trung xử lý cho ổn thỏa lý mai huyền bình cậu nghĩ chúng ta nên giữ lại những sản nghiệp nào ngô bình tôi đến đây mấy hôm rồi thì thấy cơ sở kiến trúc hạ tầng ở đây rất kém tín hiệu di động thì yếu đường xá hư hại hệ thống đường sắt cũng chán mạng internet thì khỏi nhắc luôn cho nên tôi thấy chúng ta có thể đầu tư vào các mảng đó. Lý Vân Đầu và Lý Mai Ngơ ngác nhìn nhau, Lý Vân Đầu nói, Huyền Bình, ít có xí nghiệp tư nhân nào đầu tư vào các mảng này lắm. Vì thời gian dài, phí đầu tư lớn. Ngô Bình cười nói, trước kia có thể nhà mình không làm được, nhưng giờ thì vô tư mà ông. Lý Mai hỏi, là sao? Ngô Bình, tôi từng nói chuyện với các sếp lớn ở Thiên Kinh, họ đang rất muốn chuyển nguyên vật liệu ở trong nước ra nước ngoài, vì thế họ muốn sửa đường lớn và đường sắt cho nước ngoài. Nếu chính phủ tham gia cùng mình thì gánh nặng sẽ giảm bớt. Nghe vậy, Lý Mai đã hiểu ý của Ngô Bình, ý cậu là mình nhờ Viêm Long làm hộ ư? Ngô Bình, đúng, với tầm ảnh hưởng của nhà họ Lý ở Đông Nam Á thì sửa vài con đường quá đơn giản. Mình có thể giao khoán công trình cho xí nghiệp trong nước, sau đó bắt họ cho mình vay không lãi và phải trả dần trong 20 đến 30 năm. Lý Mai ngẩn ra, anh định ăn không của người ta à? Ngô Bình, gì mà ăn không? Một khi thành công thì cả ba bên cùng có lợi. Chúng ta giúp viêm long tiêu thụ nguyên vật liệu xây dựng, lại giúp các nước Đông Nam Á được tăng mức sống, mà mình lại kiếm được tiền. chương 676, Kim Cương Nhẫn Lực Lý Vân đầu nói, Huyền Bình, suy nghĩ của cháu rất hay. Nhưng chuyện này dính tới mạng quan hệ của mình ở trong nước, nếu không có mạng lưới quan hệ rộng rãi thì chịu ngay. Ngô Bình, ông yên tâm, chuyện này cứ giao cho cháu ạ. À. Lý Vân Đầu gật đầu, được, sắp tới, nhà họ Lý sẽ bán hết các sản nghiệp không chuyên sâu đi, để tập trung vào những mảng cốt cán. Ngô Bình, tùy mình ít vốn lại muốn kiếm lời nhiều, song toàn là các công trình lớn nên kiểu gì cũng phải ứng tiền ra nên phải chuẩn bị vốn đây ạ. À. Mấy người trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình đi tu luyện tiếp. Tối nay, Ngô Bình tu luyện cách hít thở tu vi càng cao thì anh càng cảm nhận được các nguồn năng lượng cao cấp được rõ ràng hơn. Trước kia, Ngô Bình đã đả thông hai linh khiếu, sau đó có tiên lực thuần dương và ất mộc linh lực. Bây giờ, anh sẽ hấp thu năng lượng cao cấp thứ ba là kim cương đao lực. Đến nay, Ngô Bình đã cảm nhận được 12 loại năng lượng cao cấp khi tu hành cách hít thở, có 4 loại trong số đó được di chép trong cửu huyền kinh, đó là tiên lực thuần dương, ất mộc linh lực, kim cương đao lực và u minh hồn lực linh hồn của Ngô Bình tiếp xúc với kim cương đao lực ở vòng xoáy, ngay sau đó đã có một nguồn năng lượng đặc biệt chảy vào trong người anh. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, Ngô Bình lập tức gom hết kim cương đao lực, sau đó tạo thành một sức mạnh thật lớn để đột phá linh khiếu thứ ba. Linh khiếu thứ ba nằm ở ngực trái của anh, sức mạnh đang di chuyển tới đó. Khi mở được một linh khiếu, tu sĩ vừa có thể hấp thu năng lượng cao cấp, mà thể chất còn tiến hóa mạnh hơn. Lần thứ nhất tấn công, linh khiếu rất kiên cố nên luồng sức mạnh của Ngô Bình đã bị bật ra. Sau đó, anh dùng thủ pháp trong cửu huyền kinh để thử tiếp, cùng với đó kim cương đao lực mà anh hấp thu được càng nhiều hơn nên thủ pháp cũng thuần thục hơn. Ngô Bình phải mất 5 tiếng mới có thể đâm rách linh khiếu vững chắc kia. Ngay sau đó, anh đã nghe thấy một tiếng động mạnh như tiếng kim loại va chạm, mọi người ở trong trang viên đều được phen hết hồn. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh sắc bén thuộc linh khiếu thứ ba đã bật ra rồi tiến vào chân khí của Ngô Bình, vì thế chân khí của anh sẽ được gọi là chân khí kim cương. Luồng chân khí mới chảy khắp cơ thể Ngô Bình, khiến anh thấy rất sảng khoái. Kim cương đao lực khác với ất mộc linh lực và tiên lực thuần dương, vì nó có tính chất kim cương, có thể chống lại kẻ thù. Nếu giờ Ngô Bình dùng kim cương đao lực để thi triển hư không đại thủ ấn hoặc vô sinh ấn thì chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp nhiều lần, lực sát thương cũng đáng ngạc nhiên hơn đã thông linh khiếu thứ ba xong, Ngô Bình chợt nhớ mãi mình không đột phá tầng thứ ba thần quỷ trường vực của Kim Cương bất hoại thần công nên anh phải thử ngay. Có Kim Cương đao lực hỗ trợ, cùng quyền ý viên mã nên gần như thành công ngay. Tu luyện công pháp này cực khó, khi lực quỷ thần đạt đến một trình độ cực cao, nó có thể hình thành một tấm lá chắn bao quanh cơ thể có tên là thần quỷ trường vực. Ở trong phạm vi này, tất cả đòn tấn công của kẻ thù sẽ trở nên vặn vẹo, yếu ớt nên rất khó gây thương tổn cho Ngô Bình. Ngô Bình giơ hai tay lên vạch các đường trên không, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, lá khô dưới đất bay lên, xoay tròn rồi vụn nát. Ngô Bình thực hiện động tác ngày càng nhanh, sau đó anh đã biến đi đâu mất. Sau khi luyện thần quỷ trường vượt tới một trình độ nhất định, sẽ đạt được hiệu quả ẩn thân. Gọi là ẩn thân, nhưng thực chất chỉ là thay đổi tần số không gian, khiến cơ thể của Ngô Bình xuất hiện vào một lúc sau, điều này khiến người đối diện không nhìn thấy sự tồn tại của anh thi triển thần quỷ trường vực rất hao sức ngô bình mới luyện tầm chục phút đã thở không ra hơi toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi đầu bốc hơi ngùn ngụt anh vừa nghỉ một lát thì trời đã dần sáng sau một đêm vất vả tu luyện ngô bình đã có thu hoạch lớn không chỉ đả thông được linh khiếu thứ ba mà còn luyện thành thần quỷ trường vực anh đi tắm rồi thay đồ sau đó xuống nhà ăn sáng lý mai đang ngồi đây rồi cô ấy nhìn ngô bình rồi hỏi tối qua cậu không ngủ à Ngô Bình, ừ, tôi thức luyện công. Lý Vân Đầu, hóa ra cháu thức cả đêm luyện công à? Ông cứ tưởng cháu sang tìm Lý Mai. Lý Mai đỏ mặt nói, ông ơi, ông nói gì thế à? Lý Vân Đầu cười phá lên, Lý Mai, tiểu Bình chưa đến Á Mã bao giờ, chiều cháu dẫn nó đi chơi đi, tối mà muộn quá thì khỏi về cũng được. Ám hiệu rõ ràng đến vậy khiến Ngô Bình cũng phát ngại. Anh nói ông ơi, lát cháu có việc rồi. Lý Vân Đầu trừng mắt, cháu thì bận gì? Thôi đi chơi với Lý Mai đi. Thấy ông mình đã lên giọng, Ngô Bình đành đồng ý, vâng ạ. Ăn sáng xong, thấy Ngô Bình và Lý Mai dẫn nhau đi chơi, Lý Vân Đổ vui vẻ gật gù. Hai người vừa ra đến cổng thì Ngô Bình nói, cô đi làm việc của cô đi, tôi đi việc của tôi đây. Lý Mai nói, tôi biết đi đâu bây giờ. Ngô Bình, đi làm ăn, không ông bảo cô đến đây làm gì. Lý Mai, tôi luôn nghe lời ông, ông bảo tôi dẫn cậu đi chơi thì tôi sẽ làm. Ngô Bình chán nản, sau đó nói, đừng nói cô thích tôi rồi nhé. Lý Mai nổi giận nói, thần kinh, ai thèm thích anh. Ngô Bình cười nhếch mép, tôi đùa thôi mà, nhưng tôi có việc thật, lát về tôi sẽ tặng cô một viên đan dược giúp duy trì nhan sắc. Lý Mai sáng mắt lên hỏi, thật không? Ngô Bình, tôi chưa lừa ai bao giờ. Cứ thế, Ngô Bình đã mua được thời gian một ngày bằng một viên đan dược. Anh lái xe đến nhà của Trương Tây Linh, ông ta đang chờ sẵn rồi. Giáo chủ, SS đã thuần phục người và hộ pháp mông rồi. Các trưởng lão và đường chủ cũng đã một lòng, ông ta cười nói. Ngô Bình gật đầu tốt, chúng ta đi thôi. Tổng bộ của SS nằm ở trong một khu rừng, chỉ có một con đường dẫn vào, đã thế còn được canh phòng nghiêm ngặt. Trương Tây Linh và Ngô Bình lái xe mất một giờ thì mới tới đó. Các tòa kiến trúc ở đây đã rất lâu đời, ít cùng cả nghìn năm, mặt ngoài bám đầy rêu có rất nhiều pho tượng đá kỳ lạ đứng trước một cánh cửa lớn, ở giữa là một quảng trường rộng rãi. Lúc này, các thành viên của SS đều đang đứng chờ Ngô Bình ở đây. Chiếc xe dừng lại, Ngô Bình xuống xe, mông trạch lên tiếng, cung nghênh giáo chủ. Những người khác đều đồng thanh lặp lại câu đó, sau đó quỳ xuống đất. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy ít phải có 500 người đang quỳ ở đây, ai nấy đều là cao thủ cả. chương 677, Hắc Thiên Thần ngô bình lên tiếng mời các huynh đệ đứng dậy cảm ơn giáo chủ mọi người đồng thanh nói rồi đứng dậy mông trạch bước ra cuối cùng giáo chủ cũng đến rồi ạ à. ngô bình gật đầu nói hộ pháp mông các huynh đệ trong giáo phái có ủng hộ tôi làm giáo chủ không mông trạch đáp tất cả mọi người đều đồng ý ạ à. ngô bình cảm ơn mọi người tôi vẫn chưa biết mọi người mông trạch ông hãy giới thiệu cho tôi đi Mông Trạch lập tức giới thiệu các nhân vật quan trọng cho Ngô Bình, chủ yếu đều là các trưởng lão, đường chủ và các thành viên trọng yếu. Sau khi làm quen với hơn 30 người xong, Ngô Bình nói, thưa mọi người, tôi mới đến nên sau này mong mọi người hãy ủng hộ. Lập tức có một người đàn ông trung niên quỳ xuống đất nói, thuộc hạ là Bảo Đại Sơn, tham kiến giáo chủ. Người bắt Hoàng Tương rút một phần lợi nhuận ra nộp cho Hắc Thiên Giáo chính là Bảo Đại Sơn, ngoài ra ông ta còn là bố vợ của con trai thứ tư của Quách Nguyên Tượng, là thông gia của nhà họ Quách. Xem ra, Bảo Đại Sơn đã bị mông trạch của trách nên mới lễ phép với Ngô Bình thế này. Ngô Bình, nhà họ Quách xong đời rồi, ông có biết không? Bảo Đại Sơn, giáo chủ nhà họ Quách gieo gió gặt bão, đáng đời. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói tiếp, nghe nói ông định bắt nhà họ Lý giao nộp lợi ích hả? Bảo Đại Sơn cười nói, đó là trước kia thôi ạ, à. nếu nhà họ Lý có quen biết với giáo chủ thì đương nhiên tôi sẽ không làm vậy nữa. À, chúng tôi cũng sẽ giúp nhà họ giải quyết các vấn đề rắc rối." Ngô Bình gật đầu, "Tốt." Sau màn chào hỏi xã giao, Ngô Bình được mời vào điện Hắc Thiên. Đây là một cung điện rất lớn, chỉ khi diễn ra các hoạt động quan trọng mới được vào. Ở đây có 20 cái cột to đùng, cao khoảng 30 mét, cửa cung điện được đúc bằng đồng đỏ, nặng kinh khủng, phải có 5 người hợp sức mới mở ra được. Trong cung điện rất u ám, không gian chứa đầy vẻ kỳ quái như kiểu mùi thịt thối hòa cùng mùi nước hoa nên ngô bình thấy rất khó chịu bảo đại sơn đi sau anh rồi nhỏ giọng nói giáo chủ ở đây có một đại tế ti tôi đã nói chuyện với ông ta rồi ông ta cũng chấp nhận thân phận của người nhưng người này có tính tình quái gở hay ăn nói khó nghe nên mong giáo chủ bỏ qua ngô bình không sao cứ làm theo lệ thôi sàn cung điện là mặt đá được vẽ hình ảnh của các vị thần thánh kỳ quái nóc cung điện treo đèn trên mỗi một ngọn đèn đều cháy 20 ngọn lửa. Ngô Bình vừa bước vào trong đã thấy có một ông lão già nua đang đứng bên trên. Lưng ông lão gần như gập thành 90 độ, mặt cúi sát đất, phải cố ngẩng cao đầu thì mới nhìn thấy mặt. Ông lão mặc áo bào màu xám, tóc bạc phơ, mắt đục, bên mắt trái bị mù, hình như bị ai móc mắt. Ông lão vừa mở miệng đã phát ra giọng nói như tiếng kim loại ma sát với nhau, khiến người nghe rất nhức tai. Tham kiến giáo chủ. Ngô Bình gật đầu, ông là đại tế ti à? Ông lão, vâng, tôi tên A Minh. Ông lão nói tiếng viêm long, nhưng giọng nói rất lạ, như kiểu đã lâu không cất tiếng nói. Mông trạch, đại tế ti, hôm nay giáo chủ sẽ tổ chức buổi họp ở đại điện. A Minh, tôi hoan nghênh giáo chủ mà các người chọn, nhưng theo quy định của giáo phái, nếu giáo chủ chưa được hắc thiên thần công nhận thì không được ngồi vào bảo tọa của giáo chủ. Bấy giờ, ngô bình mới nhìn thấy ở sau lưng ông lão có một bảo tọa màu vàng nạm bảo thạch anh đoán phải dùng đến 5 tấn vàng mới làm ra được cái ghế ấy mông trạch cao mày đại tế ti ý của ông là muốn giáo chủ đến động hắc thiên ư đại tế ti đúng thế mới là giáo chủ thật sự mông trạch giáo chủ người thấy sao ngô bình được thôi tôi cũng muốn vào động hắc thiên anh nói tiếp đại tế ti phiền ông dẫn đường đại tế ti gật đầu sau đó quay người đi trước dẫn đường sau khi đi được khoảng vài trăm bước họ đã đi tới một cánh cửa cổ ở bên phải phía sau điện hắc thiên nó được làm bằng gang cánh cửa mở ra bên trong tối đen không biết thông tới đâu a minh nói giáo chủ đây là động hắc thiên nếu giáo chủ có thể đi đến cuối thì sẽ lấy được mặt nạ hắc thiên khi ấy sẽ chính thức là giáo chủ của chúng tôi ngô bình hỏi a minh trong động này có thứ gì ông biết không Đại tế ti đáp, thưa giáo chủ, tôi cũng không rõ, vì đã lâu không có ai vào rồi. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa mà đi vào luôn. Mới đi được chục bước, anh chợt thấy mặt đất mềm nhún, anh cúi xuống nhìn thì lập tức biến sắc mặt. Thì ra mặt đất ở đây được làm bằng da người, những tấm da người được vá lại với nhau, sau đó còn được vẽ lên các hình vẽ quỷ dị, khiến ai nhìn xong cũng phải hoa mắt chóng mặt. Ngô Bình quay đi rồi niệm đại phản thiền âm, sau đó đi tiếp. Ngay sau đó toàn thân anh phát sáng, cảm giác khó chịu cũng lập tức biến mất. Ngô Bình đi thêm một đoạn nữa thì mới thấy lờ mờ có ánh sáng, anh bước tới gần thì mới thấy có toàn đầu người trên tường ở hai bên lối đi, phần thịt đã giữa nát, mắt nhắm chặt và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình cao mày, thầm thấy hắc thiên giáo thật độc ác. Anh còn có suy nghĩ muốn quay đầu trở ra. Khi đi tới cái đầu thứ ba, mắt trên tất cả các đầu đều mở ra, sau đó là tiếng nguyền rùa mọi tế bào trên người ngô bình gần như sôi sục anh thấy vô cùng khó chịu vì thế nhanh chóng thi triển thần hồn trường vực ngay sau đó tiếng nguyền rủa đã bị chặn ở bên ngoài anh không còn nghe thấy gì nữa thậm chí cũng không còn người thấy mùi hôi thối ngô bình thở phào một hơi rồi đi tiếp đi qua khu vực đầu người ngô bình đi tới một nơi có sàn lắt bằng kim loại anh biết nơi này không đơn giản nên đã khởi động khả năng nhìn xuyên thấu quả nhiên anh đã thấy các cơ quan bên dưới chỉ cần dẫm chúng là khởi động nó ngay. Ngô Bình bật nhảy rồi dễ dàng vượt qua các cơ quan ấy, mà không khởi động một cái nào. Qua đoạn đường cơ quan, Ngô Bình tiến vào một con đường đá, anh vừa đi được một lúc thì tới một eo núi, nơi này rất rộng, phía trước có một tượng thần cao hơn 5 mét. Ngô Bình quan sát tượng thần ấy thì phát hiện pho tượng có một màu đen kịt, cánh tay, chân và đầu rất to, trên mặt có bốn con mắt, nhưng chỉ có một mắt mở. Khi Ngô Bình nhìn vào con mắt ấy, anh chợt thấy đau nhói rồi rơi vào ảo ảnh. Ngay sau đó, anh đã tiến vào một không gian u tối, xung quanh không một tiếng động, cũng không có ánh sáng, làm anh chợt thấy sợ hãi. Ngô Bình thấy ngạc nhiên vì tượng thần này quá lợi hại, vì nó đã khiến anh sinh ảo giác. Ngô Bình lập tức niệm đại phản thiền âm thật to, anh vừa niệm được mấy câu thì xung quanh người đã phát sáng, làm cảnh tượng xung quanh sáng tỏ. Anh nhìn thấy cách đó không xa có một vị thần cao mấy chục mét, người đó đang nhìn anh với ánh mắt hung ác, ngay sau đó Ngô Bình đã thấy buồn nôn. Anh cố nhịn rồi tiếp tục niệm đại phản thiên âm. Vị thần kia cất những tiếng nói kỳ lạ, không giống tiếng tiên, nhưng cũng khá tương đồng nên Ngô Bình có thể hiểu được phần nào. Vị thần đó muốn Ngô Bình khuất phục mình, sau đó hiến linh hồn của anh để làm nô bộc suốt đời cho ông ta. Ngô Bình nghe xong thì cười lạnh nói, ông là thần thánh vớ vẩn mà cũng đòi làm chủ nhân của tôi ư. Thần linh đó như không có cảm xúc, Tay kết ấn, Ngô Bình lập tức thấy đau nhói tim, muốn niệm chú cũng không còn sức. Thấy anh sắp bị ác thần khống chế, các đạo diệp ở đan điền rung lên, một tia sáng màu vàng bay ra rồi hòa vào thần hồn của Ngô Bình. Chương 678, Không Gian Hắc Thiên. Trong nháy mắt, đầu óc anh tỉnh táo hẳn, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ác thần. Ngô Bình nhìn vị thần kia, tám con mắt của hắn đã nhắm lại sáu, chỉ còn hai con mắt đang nhìn anh. Ta là thần Hắc Thiên không ngờ ta lại gặp được đệ tử của tiên vực vĩnh hằng ở chốn hoang vu này tiên vực vĩnh hằng các ngươi muốn chiếm cứ nơi này sao thần hắc thiên cất tiếng hỏi ngô bình chớp mắt đáp hắc thiên giáo chuyện tiên vực vĩnh hằng của ta không đến lượt ngươi can dự thần hắc thiên nói năm xưa ta từng bị vĩnh hằng thiên tôn chém thành ba hóa thân và còn thề rằng nếu sau này gặp được đệ tử của tiên vực vĩnh hằng ta không những không được làm hại mà còn phải dốc sức giúp đỡ ngô bình giật mình ồ nói vậy là ngươi sẽ nghe lời ta thần hắc thiên đáp ta là thần sao phải nghe lệnh của ngươi có điều nếu ngươi có thể dâng hiến một vài thứ ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh ngô bình bảo ta chẳng có gì để dâng hiến cả thần hắc thiên nói trên người ngươi có hàng chục linh hồn lớn mạnh ngô bình ngẩn người lấy nhân bì viêm dương trong nhẫn ra rồi hỏi ý ngươi là linh hồn trong này đúng thế những linh hồn này tràn đầy năng lượng là món ngon dành cho ta thần hắc thiên đáp ngô bình trước mắt nói được nếu ta hiến chúng cho ngươi thì ngươi sẽ cho ta thứ gì mọi thứ đều có giá trị tương đương thần hắc thiên trả lời nói xong thần hắc thiên đặt chiếc mặt nạ màu đen vào tay ngô bình ngô bình đeo mặt nạ vào cảm nhận có một sức mạnh gì đó vừa truyền vào cơ thể dây tiếp theo trong mắt anh nhìn thấy một không gian rộng mênh mông có rất nhiều thứ lửng lơ trong đó anh dùng năng lực nhìn thấu phát hiện hầu hết những thứ này đều đang giải phóng sóng pháp lực rất khủng khiếp. Ngô Bình hỏi, ý ngươi là ta có thể đổi lấy những thứ này? Thần Hắc Thiên đáp, đây là không gian Hắc Thiên mà ta vừa mở ra cho ngươi. Mỗi lần ngươi hiến tế đều sẽ đổi được vật phẩm hoặc sức mạnh nào đó. Ngô Bình ngây ra, có thể làm vậy nữa ư? Thế là anh hỏi, hiến tế như thế nào? Thần Hắc Thiên trả lời, đi đến đàn tế là được. Ngô Bình nói, được ta có thể hiến một phần linh hồn trong nhân bì này. Thần Hắc Thiên khẽ gật đầu rồi biến mất. Lúc này, Ngô Bình mở bừng mắt ra, anh vẫn đứng trước pho tượng thần, trong tay có thêm một chiếc mặt nạ kim loại màu đen. Hình dáng của chiếc mặt nạ này rất đáng sợ, khá giống với tượng thần. Anh biết đây chính là mặt nạ Hắc Thiên, lập tức đi ra ngoài. Lúc đi vào thì chậm, khi trở ra nhanh hơn nhiều. Ngô Bình đẩy cửa sắt ra, các giáo đồ đều đang đứng ngoài cửa, háo hức nhìn vào trong thấy ngô bình đi ra mông chạy cả mừng lớn tiếng nói chúc mừng giáo chủ chúc mừng giáo chủ a minh nhìn thấy mặt nạ hắc thiên bèn chầm chậm quỳ xuống đất giáo chủ hắc thiên sống lâu muôn tuổi ngô bình gật đầu hỏi a minh ông là đại tế ti thế đàn tế ở đâu vậy a minh trả lời thưa giáo chủ đàn tế ở phía sau anh gật đầu được mời đến ngai giáo chủ ngai vàng khá cao khi ngồi vào anh có thể nhìn xuống mọi người chúc giáo chủ sống lâu muôn tuổi, tất cả đồng loạt cúi lại. Ngô Bình nói, hãy lần lượt tiến về phía trước, tôi sẽ giải trừ chú lực giúp mọi người. Sau khi có được mặt nạ Hắc Thiên, anh phát hiện chỉ cần mình đeo mặt nạ vào là có thể điều động sức mạnh trong mặt nạ. Anh vẫy tay một cái là giải trừ được chú lực trong cơ thể họ ngay, dễ dàng hơn cách đã dùng trước đó rất nhiều. Có điều anh không hề lãng phí những chú lực này, cho đạo trùng ăn hết. Sau khi nuốt cả chục chú lực, Đạo trùng của anh đã phát triển thành một cái cây nhỏ, cao chừng một tấc. Nhìn thấy Ngô Bình chỉ cần phất tay một cái là chú lực biến mất, mọi người lại càng kính nể anh. Ngay cả Mông Trạch và Trương Tây Linh cũng bắt đầu cảm thấy Ngô Bình trở nên thâm sâu khó lường. Sau khi giải trừ chú lực cho mọi người, Ngô Bình sắp xếp công việc trong giáo với sự giúp đỡ của Mông Trạch và Trương Tây Linh. Khoảng 3 giờ sau, anh đã nắm được tổng thể tình hình nhân lực của Hắc Thiên giáo, hạ lệnh cho họ lui xuống chỉ giữ lại vài người là hữu hộ pháp tám trưởng lão bốn đường chủ đại tế ti những người này mới là cốt cán của hắc thiên giáo chỉ cần họ trung thành cả hắc thiên giáo sẽ trung thành với anh ngô bình nhìn bốn phía cất lời các vị tôi mới trở thành giáo chủ sẽ có những chuyện xử lý chưa thỏa đáng mọi người có thể nói với tôi hoặc mọi người có bất kỳ kiến nghị gì cũng có thể nói cho tôi biết một người đứng ra cúi chào ngô bình đường chủ ti lễ đường đỗ tinh có lời muốn nói. Ti lễ đường phụ trách lễ nghi và nội vụ, Hắc Thiên Giáo là thần giáo, thường phải làm lễ với thần Hắc Thiên nên lễ nghi rất quan trọng. Đặc biệt là khi giáo chủ muốn xuất hành gì đó thì phần lễ nghi phải thật long trọng. Ngô Bình gật đầu, mời đường chủ đỗ phát biểu. Đỗ Tinh là một ông lão có tu vi cảnh giới võ thần, cất lời, giáo chủ vừa nhậm chức, đây là chuyện rất tốt. Chỉ là giáo chủ tiền nhiệm sống chết chưa rõ, thuộc hạ nghĩ rằng nên tìm giáo chủ tiền nhiệm, sống phải thấy người chết phải thấy xác ngô bình gật đầu ông nói rất có lý trương tây linh giáo chủ tiền nhiệm mất tích sau khi vào mật thất phải không trương tây linh gật đầu phải thưa giáo chủ trước đó giáo chủ tiền nhiệm đã vào mật thất để tu luyện rất lâu mà không thấy trở ra lúc chúng tôi vào mật thất mới phát hiện giáo chủ tiền nhiệm đã biến mất ngô bình hỏi có khi nào hắn đã ra khỏi đó mà các vị không biết hay không mông trạch đáp có khả năng này ngô bình nói tiếp có nghĩa là giáo chủ tiền nhiệm đã mất tích các ông cảm thấy vì sao hắn lại mất tích ai cũng đưa mắt nhìn nhau không thể trả lời lúc này đại tế ti khẽ thở dài đột ngột quỳ xuống đất ngô bình cao mày đại tế ti a minh vì sao lại quỳ a minh run giải đáp thuộc hạ có tội ngô bình nhìn đối phương lẽ nào chuyện giáo chủ tiền nhiệm mất tích có liên quan đến ông đại tế ti gật đầu tôi đã đưa giáo chủ tiền nhiệm đi Ngô Bình cao mày, đưa đi. Đại tế ti khẽ thở dài, giáo chủ tiền nhiệm mới 18 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn không sở hữu năng lực mạnh, lại không thể kiểm soát tâm thuật của các thuộc hạ, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Thế nên có một ngày, hắn đã tìm đến tôi, xin tôi giúp hắn rời khỏi hắc thiên giáo. Ngô Bình hỏi, nên ông đã giúp hắn. Đại tế ti gật đầu, thuộc hạ biết làm như vậy là sai. Xin giáo chủ trừng phạt ngô bình hỏi tiếp hắn đã đi đâu đại tế ti đáp tôi đưa hắn ra nước ngoài và cho hắn một khoản tiền bây giờ hắn đang theo học ở một trường đại học nước ngoài sống khá tốt ngô bình thắc mắc ông nói hắn sợ vì sao lại sợ đại tế ti trả lời vì giáo chủ tiền nhiệm không thể giải trừ chú lực của mọi người ngô bình bảo không thể giải trừ à thế thì khó trách rồi anh nói nếu hắn đã ra nước ngoài vậy cứ để như thế đi hắn có cần gì thì ông hãy tận lực giúp đỡ. Đại tế ti khom người thật sâu, cảm ơn giáo chủ. Đỗ tinh tiếp tục, giáo chủ, thuộc hạ vẫn còn chuyện cần nói. Ngô Bình bảo, nói đi. Đỗ tinh cho biết, mấy năm nay, ti lễ đường chúng tôi nhận được ngân sách ít nhất, chỉ có 4 tỷ đô. Trước đây thì cũng đành, bây giờ cậu đã lên ngôi giáo chủ, phải dẫn dắt hắc thiên giáo đi đến Vinh Quang. Nội vụ tiêu tốn rất nhiều tiền, thuộc hạ cảm thấy ngân sách 4 tỷ không hề đủ. Ngô Bình hỏi, vậy ông cảm thấy bao nhiêu mới phù hợp? Đỗ Tinh đáp, ít nhất 10 tỷ, quần áo, thức ăn, chỗ ở, đi lại của giáo chủ, trang phục của giáo đồ, việc hiến tế, những thứ này đều cần một khoản tiền rất lớn. Ngô Bình nói, được, vậy thì đưa cho ông 10 tỷ. Sau khi anh hứa với Đỗ Tinh, một người phụ nữ hơn 40 tuổi bước ra rồi cất tiếng, "Đường chủ tài, đường phó oánh, có chuyện cần báo cáo giáo chủ." Ngô Bình đáp, "Mời đường chủ phó phát biểu." chương 679, đứng đầu một giáo phái. Phó ánh nhìn đỗ tinh một cái rồi nói tiếp, giáo chủ, việc chi tiêu của cả giáo đều qua tay thuộc hạ. Nếu đưa thêm 6 tỷ cho ti lễ đường thì khoản tiền trong tay thuộc hạ sẽ không đủ dùng nữa. Ngô Bình ngẩn ra, hỏi lại, đường chủ phó, thu nhập và chi tiêu năm ngoái của Hắc Thiên Giáo là bao nhiêu? Phó ánh ngoắc tay gọi một người thuộc hạ đến, sau đó đưa sổ sách cho anh bằng hai tay, mời giáo chủ xem. Ngô Bình gật đầu rồi dở ra xem. Năm ngoái, thu nhập của Hắc Thiên giáo là 72 tỷ đô, chi ra đến 80 tỷ đô. Trong đó, thu nhập chủ yếu đến từ khoản quyên góp của các đại gia Đông Nam Á và doanh nghiệp trực thuộc Hắc Thiên giáo. Khoản quyên góp của các đại gia năm ngoái rơi vào khoảng 15 tỷ đô. Lợi nhuận của doanh nghiệp trực thuộc chừng 30 tỷ đô. Hắc Thiên giáo điều hành không nhiều doanh nghiệp nhưng quy mô đều rất lớn. Ví dụ như bảy nhà máy sản xuất thuốc lá 23 triệu mẫu đồn điền, hai nhà máy cao su. Ngoài ra, Hắc Thiên Giáo còn nắm giữ cổ phần hơn 80 doanh nghiệp Đông Nam Á, cổ tức hàng năm hơn 20 tỷ đô. Thêm những khoản lợi nhuận lẻ tẻ chừng vài tỷ, tổng cộng là 72,13 tỷ đô. Khoản chi lại cao hơn khoản thu, chi nhiều nhất là dược đường. Vì dược đường phải điều chế thuốc, phải mua nhiều dược liệu quý hiếm nên tiêu tốn rất nhiều tiền năm ngoái chi ra 80 tỷ thì đã có 23,5 tỷ được chi cho dược đường. Khoản chi lớn thứ hai dành cho việc phát triển Hắc Thiên Giáo ở khu vực Á Châu. Để mở rộng tầm ảnh hưởng của Hắc Thiên Giáo, hàng năm họ phải chi một khoản tiền rất lớn để chiêu mộ thêm tín đồ. Khoản đầu tư năm ngoái khoảng 18,3 tỷ đô. Khoản chi lớn thứ ba là chi phí nuôi dưỡng giáo đồ, khoảng 13 tỷ đô. Đọc xong sổ sách, anh hỏi đường chủ dược đường Phạm Ân Cách, đường chủ Phạm, năm ngoái các ông tiêu hết 23 tỷ rưỡi, thế đã kiếm được bao nhiêu tiền cho bổn giáo vậy? Vẻ mặt của Phạm Ân cách hơi lúng túng, thưa giáo chủ, giá trị thuốc mà chúng tôi đã luyện chế năm ngoái ít nhất cũng phải 30 tỷ, thật ra vẫn có lãi. Ngô Bình cười lạnh lùng, ông chi ra hơn 20 tỷ rồi luyện chế thuốc có giá 30 tỷ cho tôi. Chán Phạm Ân cách toát mồ hôi lạnh, giáo chủ cũng biết rồi đấy, trình độ luyện thuốc của chúng tôi có hạn, vì vậy. Ngô Bình ngắt lời, được rồi, Chờ tôi rảnh rỗi sẽ nói kỹ hơn về chuyện của ông. Anh nhìn sang phó oánh của tài đường, "Đường chủ phó, tôi thấy sổ sách của Hắc Thiên giáo vẫn còn 50 tỷ đô. Nếu thiếu hụt thì có thể dùng khoản tiền này bù vào." Mông Trạch vội lên tiếng, "Giáo chủ, hơn 50 tỷ này là tài sản riêng của cậu, không thể động vào." Ngô Bình hơi bất ngờ, đó là tiền riêng của giáo chủ. "Trương Tây Linh đáp, đúng vậy, khoản tiền ấy là của giáo chủ." ngô bình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bèn nói không sao cứ xem như tôi cho mọi người mượn phó oánh trả lời cảm ơn giáo chủ phó oánh lui xuống đại tế tia minh bước lên giáo chủ hàng năm hắc thiên giáo đều phải tổ chức một buổi cúng tế quy mô lớn năm ngoái vì giáo chủ tiền nhiệm nên buổi lễ không được tổ chức không biết năm nay có cần tổ chức tế lễ hay không Ngô Bình biết buổi cúng tế này có lợi đối với thần Hắc Thiên, bèn hỏi, sự kiện tế lễ này có bao nhiêu người tham dự? Tiêu tốn bao nhiêu tiền? Đại tế ti đáp, theo quy chế trước kia, một số tín đồ từ khắp nơi sẽ đến đây tham gia tế lễ, số lượng khoảng 10.000 người. Buổi cúng tế cần rất nhiều vật phẩm, chi phí khá cao, ít nhất phải 10 tỷ đô. Ngô Bình cao mày, không ngờ một lần cúng tế lại chi nhiều tiền đến vậy. Nên biết là thế vận hội mấy năm trước tiêu tốn chưa đến 15 tỷ. Anh hỏi, khi nào tổ chức tế lễ? Mùng 7 tháng 9 âm lịch năm nay, đại tế ti đáp. Ngô Bình nói, còn sớm, ông chuẩn bị trước đi. Vâng. Lúc này, Đỗ Tinh lên tiếng, giáo chủ vừa nhậm chức, theo thông lệ phải chọn ra một nhóm người xinh đẹp trẻ trung từ các nữ tín đồ trên toàn thế giới để làm người hầu của giáo chủ. Ngô Bình ngẩn ra, chọn người hầu? Anh hỏi, có quy định như vậy à? Đỗ Tinh đáp phải, giáo chủ Trước đây cần chọn ra 81 người, nhưng mấy năm gần đây đã giảm còn 36 người. Nay thuộc hạ đã nhận đủ ngân sách, kiến nghị quay về số lượng 81 người. Ngô Bình húng hắng nói, chuyện chọn người hầu thì thôi. Đỗ Tinh nghiêm mặt, không được, thưa giáo chủ, cậu là người đứng đầu một giáo phái, không thể tự mình làm mọi việc. Nếu bên cạnh cậu không có người hầu, các giáo phái khác chắc chắn sẽ chê cười Hắc Thiên giáo chúng ta những người còn lại đồng loạt lên tiếng, mong giáo chủ nghĩ lại. Ngô Bình bó tay, đành bảo, 36 vẫn là quá nhiều. Chọn 10 người thôi. Trương Tây Linh nói, giáo chủ, cung điện của cậu có diện tích đến 7.500 mẫu, nếu chỉ có mười mấy người hầu sẽ không quản lý nổi. Ngô Bình giật mình, cung điện 7.500 mẫu. Trương Tây Linh đáp, cung điện ở phía sau, nơi sâu nhất của khu rừng, có một số cung điện được xây dựng trên núi. Ngô Bình nghĩ bụng, cuộc sống của giáo chủ hắc thiên giáo thật là xa hoa anh đành bảo tự quyết định việc chọn bao nhiêu người đi đỗ tinh trả lời vâng đỗ tinh lui xuống bảo đại sơn tiến lên cúi đầu giáo chủ thuộc hạ có chuyện cần báo cáo ngô bình đáp nói đi bảo đại sơn tiếp tục giáo chủ các trưởng lão quan trọng bên ngoài vẫn chưa được thông báo nên để họ đến gặp giáo chủ càng sớm càng tốt những người ngô bình đang gặp đều thuộc trụ sở chính hắc thiên giáo bên ngoài hắc thiên giáo vẫn còn năm trưởng lão quan trọng khác mỗi vị kiểm soát một khu vực vì lý do lịch sử năm vị trưởng lão này trấn thủ tây europa đông europa bắc mỹ nam mỹ và phi châu bắt đầu từ thời giáo chủ hắc thiên trước đó nữa năm vị trưởng lão này không còn chịu trách nhiệm với giáo chủ hắc thiên nhưng vẫn sử dụng tên của hắc thiên giáo ngô bình không biết nhiều về chuyện này nghe bảo đại sơn kể tóm tắt xong anh cau mày hỏi nếu đã là trưởng lão quan trọng sao họ không đến gặp tôi trương tây linh đáp giáo chủ nói một câu khó nghe thì khu vực tây europa và bắc mỹ đều giàu hơn trụ sở chúng ta tu vi của hai vị trưởng lão khu vực ấy cũng cao có thể triệu hồi sinh vật hắc ám cấp bậc chân quân ngô bình nghĩ ngợi một lúc rồi nói truyền lệnh của tôi bảo họ phải đến gặp tôi trong vòng một tháng nếu không tự gánh chịu hậu quả ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau giáo chủ làm vậy không sợ họ trở mặt ư bảo đại sơn đáp vâng các trưởng lão lần lượt tiến lên phát biểu đúng là phức tạp ngô bình phải quyết định quá nhiều chuyện đến tối các giáo đồ mới lui xuống ngô bình bảo mông trạch ở lại có chuyện cần hỏi ông ấy mông trạch cùng ngô bình băng qua điện hắc thiên đi trên một con đường đá rộng rãi đi được vài dặm anh nhìn thấy một đàn tế khổng lồ hình tròn bao quanh là quảng trường rộng lớn ngô bình đứng lại hỏi đây chính là nơi hiến tế Mông Trạch đáp phải, giáo chủ. Khi mở đàn tế, cần ít nhất 300 tín đồ tham gia. Ngô Bình dạo quanh đàn tế rồi tiếp tục đi về trước. Đi thêm vài dặm, rốt cuộc anh cũng đến được cung điện mà mình sẽ ở. Cung điện sinh sống của giáo chủ Hắc Thiên Giáo không hề kém cạnh Hoàng Cung về mặt diện tích. Ở bên trong, kiến trúc xa xưa nhất đã có lịch sử hơn 1.300 năm, kiến trúc mới cũng có lịch sử hơn 100 năm rồi. Sau khi tiến vào quần thể cung điện, Ngô Bình mới phát hiện, tuy ở đây có rất nhiều cung điện nhưng hầu hết đều lạnh lẽo vắng tanh, chẳng có ai cả. Anh hỏi, không ai ở những cung điện này à? Mông Trạch do dự một hồi mới đáp, "Giáo chủ, các cung điện này khá kỳ lạ, những giáo chủ tiền nhiệm không dám ở." Ngô Bình ngẩn ra, "Mông Trạch, ông đang đùa đấy à?" Giáo chủ của Hắc Thiên giáo mà lại không dám ở trong cung điện? Mông Trạch cười khổ, "Có chuyện giáo chủ vẫn chưa biết." ấy là mỗi tòa cung điện đều từng có một giáo chủ hắc thiên giáo hiến tế bản thân. Ngô Bình thấy rất lạ, hiến tế bản thân, tại sao? Chương 680, tiểu thoái bệnh. Mông Trạch khẽ thở dài, các giáo chủ ấy có tu vi càng cao thì càng dễ liên lạc với thần hắc thiên. Họ nghe được lời kêu gọi của thần hắc thiên, cho rằng hiến tế bản thân sẽ có thể trở nên bất tử. Ngô Bình cười khẩy, bất tử? Bất tử kiểu ấy sẽ phải trả giá mông trạch đáp có thể bất tử thật không thì thuộc hạ không rõ có điều sau khi mỗi một vị giáo chủ hiến tế bản thân cung điện mà họ ở sẽ liên tục xảy ra chuyện lạ không ai vào ở được nữa ngô bình cảm thấy thật kỳ lạ tự nhủ nếu có cơ hội anh sẽ đi dạo một vòng các cung điện ấy có một nhóm tùy tùng răm rắp theo sau ngô bình sau khi đi đến một tòa cung điện khá mới mông trạch nói sau này giáo chủ sẽ sống ở đây nếu có điểm gì chưa hài lòng giáo chủ có thể nói với người dưới. Ngô Bình không thể sống ở đây lâu, bèn bảo, nơi này ổn mà, tôi rất hài lòng. Mông Trạch cho biết, cung điện này được xây dựng cách đây 150 năm. Nó từng trải qua một cuộc chiến tranh trong khoảng thời gian này, sau đó được trùng tu một lần. Ngô Bình dạo quanh cung điện, nhận thấy cung điện có diện tích hơn 5.000m2, chủ yếu làm bằng ngọc thạch và gỗ, có sân vườn cả trước và sau. Cuối cùng, anh ngồi ở phòng khách, mông trạch đứng ngay bên cạnh người hầu bưng trà và hoa quả lên ngô bình lướt mắt nhìn rồi bảo mông trạch ngồi xuống mông trạch chỉ dám ngồi nửa ghế hai tay đặt trên đầu gối chờ nghe lệnh từ anh ngô bình cất lời mông trạch chuyện của hắc thiên giáo sau này phiền ông nhọc lòng nhiều hơn mông trạch vội đáp được làm việc cho giáo chủ là vinh hạnh của thuộc hạ ngô bình hỏi tôi nhớ trương tây linh từng nói giáo chủ có kho báu mông trạch trả lời đúng vậy giáo chủ trong kho báu giáo chủ có báu vật do các đời giáo chủ trước siêu tầm đôi mắt ngô bình sáng lên ồ oh, ở đâu thế mông trạch đáp ở một cung điện cách đây không xa đó là nơi dùng để cất giữ bảo vật có điều ngô bình hỏi có điều gì mông trạch nói tiếp có điều ở cung điện ấy cũng từng có một giáo chủ hiến tế bản thân nên nơi đó cũng khá kỳ lạ ngô bình nhíu mày trương tây linh nói rằng bảo vật của giáo chủ người khác không thể động vào. Mông trạch hơi lúng túng, Trương Tây Linh nói chưa chuẩn xác, dù là giáo chủ cũng không thể động vào. Bởi vì đồ vật trong đó đều bị trú nguyên. Ngô Bình tức đến mức bật cười, Trương Tây Linh khốn kiếp này dám lừa tôi. Mông trạch vội nói, giáo chủ bất giận. Ngô Bình xua tay, ông lui xuống trước đi. Mông trạch cúi đầu rồi lui xuống. Trong cung điện, tất cả đều rất cung kính Ngô Bình. Họ kính nể anh từ tận đáy lòng. Chuyện này làm Ngô Bình cảm thấy không quen lắm, anh đến phòng làm việc, chuẩn bị tu luyện một lát. Lúc này điện thoại cứ rung liên tục nên anh mở ra xem thử. Anh được kéo vào một nhóm cựu sinh viên, trong nhóm có bạn cùng khóa, có cả người trên anh vài khóa. Rất đông, phải 7, 800 người, có vài cựu sinh viên năng nổ lắm, đang tán dóc trong nhóm. Anh định ném điện thoại đi thì bỗng nhìn thấy nhóm người này đang bàn luận về hoa khôi các khóa trước đây của trường. Năm ấy, trường đại học mà ngô bình theo học không có mấy tiếng tăm trong nước nhưng hàng năm đều xuất hiện vài nữ sinh xinh đẹp vô cùng ví dụ như đào như tuyết ở khóa của anh là nhân vật thuộc cấp độ nữ thần hoa khôi số một chắc là đào như tuyết có người nói vậy tiếc là đào như tuyết chuyển trường sớm quá tôi có ấn tượng sâu đậm nhất về giang nguyệt hân năm xưa có biết bao nam sinh mất ngủ vì giang nguyệt hân đấy giang nguyệt hân và đào như tuyết đều đẹp nhưng người đẹp tài hoa nhất còn có lâm nhu tôi không bao giờ quên được vũ đạo và bài hát mà cô ấy đã trình diễn trong buổi liên hoan. Nghe họ nhắc, Ngô Bình cũng có chút ấn tượng, Giang Nguyệt Hân là nữ thần trên anh một khóa, nhan sắc không thua kém đào như tuyết. Cô ấy, đào như tuyết, lâm nhu và hoa khôi của Học viện âm nhạc phân Kinh được gọi là tứ đại mỹ nữ của làng đại học. Năm xưa có vô số người theo đuổi họ. Lúc này, bỗng có người nói, các vị, đàn anh kính mến của chúng ta, xếp mã mã thiên lý, mời mọi người đến họp mặt ôn chuyện, chỉ có một trăm chỗ thôi, ai đến trước có trước. Có người nói tiếp, các bạn nắm bắt cơ hội nhé. Ba người đẹp sang Nguyệt Hân, Đào Như Tuyết, Lâm Nhu đều tham gia buổi họp mặt này đấy. Không nên bỏ qua đâu. Ngô Bình ngẩn ra, Đào Như Tuyết cũng tham gia ư. Anh vội vã nhắn tin cho Đào Như Tuyết. Chẳng mấy chốc, Đào Như Tuyết đã gọi lại. Như Tuyết, em sắp đến Á Ma Hà. À? Đào Như Tuyết đáp phải, em rất hứng thú với yêu Coi. Do mã thiên lý tạo ra, muốn trò chuyện với anh ta một chút. Ngô Bình cũng từng nghe nói đến Will Coi. đây là một loại tiền ảo, có giá thị trường lên đến hơn 300 tỷ. Ngô Bình nói, anh đang ở Á Mã. Đào Như Tuyết rất vui, anh đang ở Á Mã ư? Tốt quá, em định tìm anh đây. Rồi cô ấy bảo, buổi họp mặt này thú vị lắm đấy, hay là anh tham gia đi. Ngô Bình hỏi, Ồ, buổi họp mặt này thú vị lắm à? Đào Như Tuyết nói, anh biết có bao nhiêu người tham dự buổi họp mặt lần này sở hữu tài sản hơn 10 tỷ không? Ngô Bình hứng thú, có mấy người? Đào Như Tuyết trả lời, không tính em, có 4 người. Trừ mấy người có tài sản hơn 10 tỷ ra, còn có 3 người rất thú vị. Cha chú của họ đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ. Ngô Bình hỏi, sao em biết vậy? Đào Như Tuyết đáp, mấy hôm trước em tình cờ gặp họ, trò chuyện xong mới biết rõ về họ. Nghe cô ấy nói vậy, Ngô Bình cũng quan tâm hơn, bèn bảo, xem ra phong thủy trường mình rất tốt. Như Tuyết, trong tay em có số người chứ? Đào Như Tuyết trả lời có. Ngô Bình nói, em đến Á Mã thì gọi anh nhé. Tán gẫu một lúc rồi Ngô Bình cúp máy. Anh phát hiện có người nhắn tin cho mình, bạn học cũ, còn nhớ mình chứ? Ngô Bình hỏi, ai thế? Đối phương hồi âm, lúc ở rừng cây, cậu đã cứu mình. Đọc đến đây ngô bình bỗng nhớ ra học kỳ một năm nhất anh về ký túc xá sau giờ tự học muộn khi đi ngang rừng cây thì nghe tiếng kêu cứu anh xông vào đó nhìn thấy một nữ sinh bị một nam sinh đè xuống đất anh lập tức hét to lên nhặt một viên gạch lên rồi lao về phía ấy nam sinh kia giật mình liền quay đầu bỏ chạy nữ sinh ấy rất cảm kích anh rối rít nói tiếng cảm ơn lúc nhìn rõ gương mặt nữ sinh ngô bình xứng cả người vì đó chính là lâm nhu nữ thần của trường sau chuyện đó lâm nhu chuyển trường ngô bình cũng không gặp lại đối phương nữa nhớ đến chuyện xưa anh hỏi cậu là lâm nhu đối phương nói chào cậu ngô bình mình là lâm nhu đây lúc này ngô bình mới nhận ra lâm nhu chính là người đã kéo anh vào nhóm cựu sinh viên anh tò mò hỏi người đẹp lâm sao cậu có số của mình thế lâm nhu hồi âm mình hỏi như tuyết đấy bạn học cũ mình vẫn chưa chính thức cảm ơn cậu về chuyện năm xưa Ngô Bình bảo, là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Lâm Nhu hỏi, Ngô Bình, cậu sẽ tham gia buổi họp mặt ở Á Mã chứ? Mình rất muốn gặp cậu một lần. Anh trả lời, mình đang ở Á Mã đây, đến lúc ấy chúng ta uống với nhau vài ly nhé. Lâm Nhu hồi âm, thật à, thế thì tốt quá, hẹn cậu không gặp không về. Họ nhắn được vài câu thì nhóm chat đăng thời gian diễn ra buổi họp mặt. Mọi người sẽ gặp nhau tại một khách sạn ở Cát Thành, Á Mã vào chiều ngày mốt. Tôi ấy, Ngô Bình tiếp tục tu luyện kim cương nhẫn lực. Sáng hôm sau, anh ra vườn, định tập vài bộ đoàn thể thuật. Nhưng anh vừa bước vào vườn hoa thì bỗng cảm thấy đất trời xoay chuyển, sau đó ngã xuống đất. Mấy người làm vườn gần đó giật thót, vội vàng gọi người đến. Chưa đầy nửa phút sau, một nhóm người xông vào, dìu Ngô Bình vào đại sảnh. Ngô Bình rất điềm tĩnh, vào giây phút choáng váng ngất đi, anh đã biết tiểu thoái bệnh của mình đã đến khi nhân tiên đả thông linh khiếu thứ ba và linh khiếu thứ sáu sẽ xuất hiện hiện tượng thoái bệnh lúc này sức khỏe của anh sẽ cực kỳ yếu kém thậm chí còn không bằng người bình thường thoái bệnh chính là hiện tượng bộc phát toàn bộ điểm thiếu sót của cơ thể anh ra và giải quyết trong một lần một khi thoái bệnh kết thúc thể chất của ngô bình sẽ được cải thiện cực nhanh ngô bình không ngờ thoái bệnh đến nhanh như vậy anh chưa hề có sự chuẩn bị anh bảo người hầu đừng hoảng loạn Gọi điện bảo thần chiếu lập tức đến Á Mã. Bây giờ anh rất yếu, người của Hắc Thiên giáo không thể tin tưởng 100%. Chương 681, suy tư trong cơn bạo bệnh. Mặc dù anh bảo thuộc hạ của mình không cần thông báo cho Mông Trạch và những người khác nhưng mấy người Mông Trạch vẫn biết. Nửa tiếng sau, Mông Trạch và Trương Tây Linh vội vã kéo tới. Hai người họ đều có kinh nghiệm tu luyện lâu năm nên vừa nhìn là biết Ngô Bình đang ở trong giai đoạn tiểu thoái bệnh. Mông Trạch cười nói, chúc mừng giáo chủ đã mở được linh khiếu thứ ba. Ngô Bình đáp, giai đoạn tiểu thoái bệnh này đến đột một quá. Mông Trạch, xin giáo chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ ngày đêm túc trực bên cạnh giáo chủ, bảo vệ giáo chủ an toàn. Ngô Bình đáp, thực ra cũng không cần thiết. Anh phất tay một cái, chiếc mặt nạ da người từ trong ngăn bàn chui ra. Mặt nạ da người này anh mới sử dụng một lần, mặc dù nó chưa ra tay nhưng Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của nó chắc chắn phải ngang với chân quân. Cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của mặt nạ ra người, mông trạch bất giác lùi ra xa, nói, giáo chủ, đây rốt cuộc là thứ tà vật gì vậy? Ngô Bình đáp, không phải tà vật nên không phải sợ đâu. Mông trạch nói với Ngô Bình, giáo chủ thời gian này đừng ra ngoài. Cơn tiểu thoái bệnh này dài thì ba tháng, ngắn thì nửa tháng, cần phải kiên trì chờ đợi ngô bình còn rất nhiều việc phải giải quyết đương nhiên không thể ở mãi trong nhà anh đáp không sao tôi sẽ có cách để tự bảo vệ mình trong lúc nói chuyện toàn thân ngô bình toát mồ hôi lạnh bắt đầu nôn mửa trong người cảm thấy vô cùng khó chịu mông trạch và trương tây linh ở bên cạnh phục vụ anh một người đưa nước một người đưa khăn tình trạng của ngô bình ngày một tệ hơn anh nằm trên chiếc ghế dài đắp một chiếc chăn mỏng trong trí nhớ của anh Lần gần đây nhất anh từng ốm một trận nặng thế này là năm lớp 1. Anh vô cùng ham chơi, giữa mùa đông chạy ra đông hồ câu cá, kết quả không may bị rơi xuống nước. Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, âm tận mấy độ, mặt hồ còn đóng băng. Anh bị tụt xuống hố băng, uống phải nước đá. Trong lúc ý thức mơ hồ, anh được bố anh đang đi làm công cho người ta ở phía không xa cứu lên. Ngô Bình dù không chết đuối nhưng cũng vì đó mà bị thương hàn rất nặng. Anh nằm viện 3 ngày, sốt rất cao anh còn nhớ lúc bố cứu anh lên thì vừa hô hấp nhân tạo cho anh vừa khóc vừa mắng nghĩ tới đây anh không khỏi thấy đau xót trong lòng mọi người cứ lui xuống trước đi anh nói trương tây linh và mông trạch không dám trái lệnh nên đi sang phòng đọc sách ngô bình nhắm mắt lại khóe mắt không biết đã ướt từ lúc nào thật kỳ lạ là con người càng ở trong cảnh khó khăn khắc nghiệt thì càng nhớ rất lâu về những ký ức đẹp trong khoảng thời gian đó anh nhớ chuyện hồi nhỏ bố nhấc anh lên rồi làm máy bay cho anh bay vòng vòng quanh sân. Nhớ hồi bố còn là thợ mộc, vất vả lọ mọ đến đêm khuya để làm kiếm gỗ, giao gỗ đồ chơi cho anh. Anh còn nhớ cả năm xưa bố anh đi xe đạp hơn 100 cây số trong cơn mưa để đi từ chỗ làm việc đến trường anh học chỉ để đưa cho anh một túi đồ ăn mà anh thích. Càng nghĩ đến chuyện trước kia, anh càng không kiềm chế được tâm trạng của mình. Cơ thể anh đang yếu nên tinh thần cũng yếu theo. Ngô Bình lúc này không phải nhân tiên, chẳng phải thần y mà chỉ là một người bình thường đang thương nhớ người cha đã qua đời của mình mà thôi không được nếu cứ thế này mình sẽ tẩu hỏa nhập ma mất ngô bình lòng sinh cảnh giác anh lau nước mắt bắt đầu niệm đại phạn thiền âm thì mới dần bình tĩnh lại hai tiếng sau ngô bình bắt đầu ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể mình lông mày anh dụng móng tay chuyển màu đen tóc khô rồi chuyển màu vàng vàng đôi mắt vô hồn lần tiểu thoái bệnh này còn nghiêm trọng hơn mình tưởng anh khẽ thở dài. Theo anh được biết thì ngày thứ hai của trận đại thoái bệnh là khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng nhất, sau đó mới đỡ dần đi. Bệnh đến thì vừa bất ngờ vừa nghiêm trọng, nhưng lúc đỡ thì mỗi ngày chỉ một chút. Cho nên, thời gian hồi phục khá dài, nhanh thì một tháng, dài thì ba tháng thậm chí nửa năm. Có điều ngô bình không cần thời gian dài đến vậy, anh đã có khả năng tự phục hồi cơ thể nên thời gian hồi phục của anh sẽ ngắn hơn người khác. Sau đó, Ngô Bình chỉ uống nước, cũng không cho mọi người ở lại bên cạnh mình. Buổi trưa, thần chiếu cuối cùng cũng đã tới. Khi Mông Trạch và Trương Tây Linh nhìn thấy vị chân nhân này thì không khỏi kinh ngạc. Họ thầm nghĩ không hổ là giáo chủ, bên cạnh còn có một cao thủ tầm cỡ như thế này. "Chủ nhân, thần chiếu bước tới hỏi thăm, đây là tiểu thoái bệnh sao?" Hình như rất nghiêm trọng thì phải. Ngô Bình gật đầu, vẫn ổn, vẫn chịu được. Một cơn tiểu thoái bệnh không thể làm chết người nên thần chiếu cũng không lo lắng lắm chủ nhân có mệnh cát tường, chắc chắn sẽ nhanh hồi phục thôi. Ngô Bình, ông thần, mấy ngày tôi đi vắng trong nhà vẫn ổn cả chứ. Thần chiếu, chủ nhân cứ yên tâm, mọi việc vẫn tốt. Tôi đã bảo Lý Dư trông nhà cẩn thận rồi. Ngô Bình rất hài lòng, đáp cơn tiểu thoái bệnh của tôi có lẽ phải kéo dài một tuần, ngày mai bệnh sẽ nặng nhất. Thần chiếu, chủ nhân, có cần uống thuốc gì không? Ngô Bình, không cần, thực chất quá trình này giống như quá trình lột xác vậy. Giống như khi sâu lột xác thành bướm, khi lột xác nó cũng vô cùng yếu ớt, tôi hiện giờ cũng vậy. Nếu dùng thuốc bên ngoài can thiệp vào quá trình tự nhiên này nói không chừng còn sinh ra tác dụng phụ. Thần chiếu, vậy để tôi túc trực bên cạnh chủ nhân, một ly không rời. Ban nãy khi bước vào ông ấy đã nhìn thấy Mông Trạch và Trương Tây Linh. Ông ấy vốn không tin tưởng người của Hắc Thiên giáo. Ngô Bình, ông thần, giờ tôi đã là giáo chủ của Hắc Thiên giáo thần chiếu không tin nổi vào tai mình giáo chủ ư ngô bình câu chuyện kể ra thì vô cùng phức tạp tôi đang nghĩ nếu ông bằng lòng thì hãy tới quản lý hắc thiên giáo giúp tôi thần chiếu đáp mọi việc đều nghe theo sắp xếp của chủ nhân ngô bình trước đây ông từng ở địa tiên giới tôi đang có ý định mở rộng tầm ảnh hưởng của hắc thiên giáo đến địa tiên giới ông thấy việc này thế nào thần chiếu nghĩ ngợi một lát rồi đáp chủ nhân hắc thiên giáo là giáo phái trốn trần tục nếu vào địa tiên giới thì sẽ không tiện lắm ngô bình gật đầu ông nói phải là tôi suy nghĩ thiếu sót có điều tôi rất muốn đi địa tiên giới một chuyến thần chiếu cười đáp chuyện đó có gì khó đâu đợi chủ nhân khỏi bệnh tôi có thể đưa cậu tới đó bất cứ lúc nào ngô bình thực chất không hiểu biết nhiều về địa tiên giới sau đó anh hỏi han thần chiếu thêm vài câu rồi thiếp đi lúc nào không hay thần chiếu yên lặng ngồi bên cạnh ông ấy đã rất nhiều tuổi rồi đối với ông ấy lúc này Ngô Bình chẳng khác nào đứa trẻ đang say ngủ. Hơn 20 tuổi đối với ông ấy quả thực chỉ là một đứa trẻ. Buổi chiều, thần chiếu nghe có tiếng người gõ cửa nên đi ra mở cửa. Mông Trạch và Trương Tây Linh đứng ngoài cửa, nói, anh thần, có một cô gái họ đào tới tìm giáo chủ. Có cho cô ấy vào không? Thần chiếu biết đó là đào như tuyết nên đáp, cứ đưa cô ấy vào đi. Cô ấy là bạn gái của giáo chủ. Mông Trạch cười đáp, được, Tôi lập tức đi sắp xếp. Một tiếng sau, chiếc xe của Đào Như Tuyết đi vào trong cung điện. Thấy kiến trúc cổ của nơi này, cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Ngô Bình lúc này vừa tỉnh dậy, anh uống mấy ngụm nước, nghe tin Đào Như Tuyết đến thì ra lệnh cho cô ấy vào đi. Khi Đào Như Tuyết nhìn thấy Ngô Bình mặt trắng bệch, ôm yếu đến không nhận ra thì không kìm được nước mắt mà bật khóc thật lớn, "Ngô Bình, anh bị làm sao vậy? Có phải anh bị thương ở đâu không?" ngô bình vừa cảm động vừa thấy buồn cười đáp như tuyết anh không sao chỉ là một cơn tiểu thoái bệnh thôi đào như tuyết biết tiểu thoái bệnh là gì chỉ là ban nãy cô ấy không kịp nghĩ gì nhiều nghe xong cô ấy mới bình tĩnh lại nói anh cũng không chịu nói với em nếu sớm biết anh ốm thì em đã tới chăm sóc anh từ hôm qua rồi ngô bình cười đáp có gì đâu vài ngày là khỏi thôi đào như tuyết lấy chậu nước ấm tới rồi dùng khăn lau người cho anh Trước đó, Ngô Bình không cho phép ai lại gần nên cũng không có ai lau người giúp anh, mùi cơ thể rất nặng. Giờ đào như tuyết tới anh mới được làm sạch cơ thể. chương 682, được người đẹp chăm sóc. Thần chiếu lặng lẽ lui xuống, đứng canh ở ngoài cửa. Ngô Bình lúc này không mảnh vải che thân nằm trên chiếc ghế dài, đào như tuyết dịu dàng lau khắp người cho anh. Lau một hồi xong, đột nhiên chỗ kia của anh ngóc đầu dậy. Đào như tuyết đỏ bừng mặt, Trách yêu, ốm đến chừng này rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc đó được. Ngô Bình hơi ngại ngùng đáp, nó là phản xạ tự nhiên thôi chứ anh không nghĩ bậy gì cả. Đào Như Tuyết lấy một chiếc khăn đậy lên chỗ đó rồi nói, Ngô Bình, sau chuyện của Ma Đô, Mã chân Nhân có gây khó dễ cho anh không? Ngô Bình cười lạnh, tạm thời thì không, có điều món nợ này sớm muộn anh cũng sẽ tính với ông ta. Đào Như Tuyết, đối phương tu vi cao thâm, chúng ta cứ tạm thời nín nhịn đã ngô bình nghĩ tới cuộc họp mặt bạn cùng lớp cũ liền hỏi đào như tuyết lần trước nghe em nói xong anh mới cảm thấy trường chúng ta thực sự không đơn giản tự nhiên lại sinh ra một lò những người giàu sang và một đống nhân sĩ giang hồ như vậy như tuyết em có biết nguyên nhân không đào như tuyết nhìn anh đáp còn có chuyện này sau khi anh biết chắc chắn sẽ rất kinh ngạc ngô bình ồ là chuyện gì vậy đào như tuyết anh còn nhớ vu cướp giờ không ngô bình xứng lại một lát sau đó lập tức nói, "Còn nhớ, không phải là ông hiệu trưởng hay sao?" Bình thường thì hiệu trưởng trường cấp 3 là một nhân vật mà đám học sinh như anh chỉ biết tiếng chứ không biết mặt. Nhưng hiệu trưởng trường Ngô Bình thì khác, ông ta rất thích xuất hiện ở nhiều nơi rồi dạy dỗ đám học sinh. Thậm chí còn bất thình lình đi vào lớp học, cướp mất thời gian giảng dạy của giáo viên để thao thao bất tuyệt. Cho nên ông hiệu trưởng họ Vu được đám học sinh đặt cho biệt danh là Vu cướp giờ. Vu cướp giờ này tên thật là Vu Thiên Hoa lúc Ngô Bình vào học thì ông ta đã làm hiệu trưởng ở đó 3 năm rồi. Năm ngoái, hiệu trưởng này đã nghỉ hưu. Đào Như Tuyết, không sai, chính là Vô Thiên Hoa. Ngô Bình, Như Tuyết, có phải em có phát hiện gì không? Đào Như Tuyết, em đã điều tra lại tình hình của các bạn học một chút thì phát hiện ra một việc khá kỳ lạ. Những học sinh trước khi Vô Thiên Hoa nhậm chức hầu như chẳng có thành tích gì nổi bật chứ đừng mơ là tỷ phú hay gì đó nhưng từ khi ông ta lên làm hiệu trưởng thì trường ta đột nhiên có thêm vô số anh tài thậm chí cả hoa khôi chất lượng cũng vượt trội hơn những năm trước đó ngô bình xứng lại tất cả những việc này có liên quan đến vu thiên hoa sao sốt cuộc ông ta là người như thế nào đào như tuyết giờ em rất băn khoăn vì cảm giác vu cướp giờ không đơn giản ngô bình em có biết giờ ông ta sống ở đâu không đào như tuyết em đã nghe ngóng rồi giờ ông ta chỉ nhàn rỗi ở nhà mỗi ngày đi công viên đánh cờ nhảy thể dục nghe nói các cụ bà ở chỗ đó cũng rất thích ông ta ông ta có thể gọi là vua vũ đạo ở quảng trường đó ngô bình ngẩn người đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp anh không thể nào liên hệ một vị cao nhân với vua vũ đạo quảng trường lại với nhau được đào như tuyết có điều ông ta sẽ tham gia cuộc gặp mặt các bạn học lần này ngô bình mắt sáng lên ông ta cũng tham gia sao vậy anh nhất định phải tới gặp nói chuyện vài câu xong đột nhiên ngô bình cảm thấy rét run lên đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập đào như tuyết ôm chặt lấy anh rồi đắp chăn cho anh ngô bình dần dần thấy không lạnh nữa anh ngửi mùi trên cơ thể đào như tuyết rồi nói thơm quá đào như tuyết trỏ yêu vào chán anh nói sau này anh phải đối xử tốt với em vào đấy nhé ngô bình vùi mặt vào ngực cô đáp được chứ có người đẹp ở bên nên dù trong người còn khó chịu nhưng tâm trạng ngô bình đã tốt hơn nhiều cứ như vậy, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến đêm, hai tay Ngô Bình đột nhiên nắm chặt lại rồi toàn thân bốc hỏa nóng như lửa đốt. Người bình thường bị sốt cùng lắm là 41 độ nhưng Ngô Bình sốt thì tới hẳn 100 độ. Ở nhiệt độ này thì protein có thể biến chất còn trứng có thể bị luộc chín. Đào như tuyết đem đá đến hạ nhiệt cho anh nhưng không mấy hiệu quả. Người anh bốc lên hơi nóng, nước đá cũng không có tác dụng. Cứ sốt như vậy một tiếng rưỡi xong mới bắt đầu hạ. Tiếp đó, trên người anh bắt đầu loét ra những vết to bằng nhãn cầu. Bên trong tai, mắt anh bắt đầu chảy mủ, trong miệng anh mọc đầy mụn nước đau đến nỗi anh phải há miệng ra, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đào Như Tuyết vừa lo vừa sợ rơi nước mắt, nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào nên chỉ đành túc trực cạnh anh. Cũng may, đến khi trời sáng thì những dấu hiệu này biến mất. Những vết loét trên người cũng biến mất một cách thần kỳ. Đào Như Tuyết lại gọi người mang nước ấm tới để lau rửa cho anh khi mặt trời lên gương mặt ngô bình trở lại như bình thường anh từ từ ngồi dậy nói ải khó nhất đã qua rồi anh có thể cảm nhận rõ rằng giai đoạn đau đớn nhất đã qua rồi từ giờ trở đi cơ thể anh sẽ trên đà hồi phục trở lại như ban đầu sau khi thay xong bộ quần áo mới ngô bình hỏi như tuyết cuộc họp mặt bạn cũ lần này chúng ta tham gia đi hiện giờ anh đang vô cùng tò mò về ông hiệu trưởng và những người bạn cũ cho nên anh nhất định phải tham gia cuộc họp mặt này Đào như tuyết, không cần vội, chiều mới gặp mặt mà. Anh cứ nghỉ ngơi trước đã. Ngô Bình không muốn ở mãi trong phòng nên kéo đào như tuyết ra ngoài đi dạo. Ở đây có rất nhiều khu ngắm cảnh, hoa cỏ phong phú, các trạm nghỉ chân, hòn non bộ, ao cá gì cũng có. Đang đi dưới bóng cây, Ngô Bình đột nhiên nói, như tuyết, hồi còn đi học anh thường hay tưởng tượng rằng mình có thể nắm tay em đi dạo như thế này. Thật không ngờ điều đó giờ đã thành hiện thực, anh đã thực hiện được mong ước thời niên thiếu." Đào Như Tuyết lườm anh một cái rồi đáp, "Em biết ngay anh có ý đồ gì đó. Năm xưa chẳng có việc gì cũng lén nhìn em, ánh mắt của kẻ mê gái nhìn là biết." Ngô Bình ha ha cười lớn, "Ai bảo em xinh như vậy làm gì? Đến đêm anh nằm mơ cũng toàn là em." Đào Như Tuyết khoác tay anh, hỏi, "Vậy giờ thì sao?" Ngô Bình vươn tay đi du lịch trên người Đào Như Tuyết rồi đáp, "Giờ anh thích sờ thì sờ không cần phải nằm mơ nữa." đào như tuyết đưa tay véo anh, ngô bình cơ thể đang yếu nên không né được liền kêu lên oai oái. Thần chiếu và mông trạch đi sau họ một quãng xa, mông trạch vẻ mặt ngưỡng mộ, nói đúng là làm thanh niên thật tốt. Tha hồ yêu đương, cuộc đời toàn màu hồng. Thần chiếu lướt nhìn ông ấy, đáp giờ anh cũng có thể yêu đương mà, có ai cản đâu chứ. Mông trạch đáp, trái tim này đã già cỗi rồi, không thể rung động với một ai nữa rồi sau đó ông ấy hỏi thần chiếu, tu vi của anh còn cao hơn tôi. Vậy mà lại bằng lòng đi làm người bảo vệ sao? Thần chiếu hờ hững đáp, anh có muốn làm người bảo vệ của chủ nhân cũng không đủ tư cách đâu. Mông chạy cứng họng, hừ một tiếng rồi đi đường khác, không thèm đi cùng thần chiếu nữa. Hai người ngô bình dành thời gian cho nhau, say mê không biết đến sự thay đổi của thời gian. Chẳng mấy chốc đã là 4 giờ chiều, ngô bình lại khỏe hơn một chút, ít nhất thì giờ anh cũng có sức khỏe ngang một người bình thường, nhìn thì không ai nhận ra là đang bệnh. Thế nên hai người họ lái xe đi tới khách sạn sẽ tổ chức cuộc họp mặt. Khách sạn này là một trong những khách sạn xa hoa nhất trong thành phố này. Lúc này, sảnh khách sạn đã treo băng rôn, một vài bạn học cũ đáng ở đó bận biểu tiếp đón các bạn học khác đến tham gia. Ngô Bình và Đào Như Tuyết vừa xuất hiện thì lập tức có mấy người đàn ông đi về phía đó. Ngô Bình không có ấn tượng gì, Chắc không phải là bạn cùng lớp. Đào Như Tuyết, một người đàn ông bắt tay cô, "Xin chào, tôi là Diêu Sinh học lớp số 1." Đào Như Tuyết cười đáp, "Xin chào." Mắt Diêu Sinh như thể không nhìn thấy sự hiện diện của Ngô Bình, nhưng anh ta lại vô cùng nhiệt tình với Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết lúc này liền khoác tay Ngô Bình, điều đó khiến mấy người đàn ông kia nét mặt đều không được vui. Ngoá nó, tên này là ai kia chứ?" Quả thực năm xưa Ngô Bình chẳng có gì nổi bật nên mấy người này không có ấn tượng gì về anh. Hai người họ đi tới ký tên vào cuốn lưu ký, sau đó cùng nhau đi lên tầng 2. Trên tầng 2 có một sảnh lớn dùng cho buổi gặp mặt hôm nay. Lúc này, ở đó đã có ba bốn chục người. Đào như tuyết không hổ là một trong bốn hoa khôi. Cô ấy vừa xuất hiện là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đó. chương 683, không bình thường. Ngô Bình chủ động buông tay đào như tuyết ra. Anh không muốn trở thành đối tượng công kích của đám đàn ông kia trong tình cảnh này nên quyết định chọn cách ít gây chú ý hơn. Nhưng kỳ lạ là anh vẫn cảm nhận được sự thù địch của những người kia đối với mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy bạn học cũ Vương Kiêu Đằng, Tôn Thanh và Triệu Kỳ Lượng đều tới. Điều đó khiến anh khá ngạc nhiên. Vương Kiêu Đằng nhìn anh với vẻ ác ý như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh trước đó anh bảo lưu tuấn phi cắt tiền công trình khiến nhà hắn ta nợ hơn trăm triệu tệ đến giờ vẫn chưa khắc phục xong hậu quả ánh mắt của tôn thanh là phức tạp nhất không rõ là hận hay là gì khác có điều cô ta nhanh chóng quay mặt đi triệu kỳ lượng cũng cố tình nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt anh ban đầu khi ngô bình ở trong tù tháng nào anh cũng gửi cho tôn thanh một khoản tiền anh hy vọng khi không có anh cô ta vẫn có thể sống tốt số tiền đó anh nhờ người bạn thân Triệu Kỳ Lượng đưa cho Tôn Thanh. Ai ngờ Triệu Kỳ Lượng này nói dối tiền đó là anh cho Ngô Bình Mượt, giả vờ là người có tiền rồi lừa Tôn Thanh thành bạn gái mình. Có điều hôm nay Triệu Kỳ Lượng và Tôn Thanh ngồi rất xa nhau, xem ra là đã chia tay rồi. Ở một góc khác, anh nhìn thấy Lư Tuấn Phi, nhưng Lư Tuấn Phi cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh. Sau vài lần, anh ta đã biết Ngô Bình không phải người mình có thể chọc vào ngô bình liếc nhìn một cái rồi quay đi đi chào hỏi một số người quen ngô bình đột nhiên có một người rảo bước tới vỗ mạnh vào lưng ngô bình ngô bình giờ chỉ là người bình thường nên bị vỗ một cái như vậy mà suýt ngã ra sàn ngô bình định thần lại nhìn đó là một người bạn cùng lớp cũ quan hệ của hai người họ khi xưa không tệ tên người bạn học này là tôn bình hải sau khi ngô bình vào tù thì ngày hôm sau tôn bình hải cũng bỏ học chuyên tâm theo một vị quyền sư học phó. Hiện giờ Tôn Bình Hải đã là một cao thủ cảnh giới thần. Ngô Bình xoa xoa vai, cười nói, "Bình Hải, cậu mạnh tay thế hả?" Tôn Bình Hải ngại ngùng đáp, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên không giảm lực đi một chút." "Giờ cậu thế nào rồi, đã đi làm chưa?" Tôn Bình Hải biết Ngô Bình từng ngồi tù nên tránh nhắc việc không vui đó, chỉ hỏi anh đã đi làm chưa. Ngô Bình gãi gãi mũi, đáp, "À, tôi tự thi vào một trường đại học khác." giờ đã trở thành bác sĩ, đang chuẩn bị tìm nơi thực tập. Tôn Bình Hải cười nói, được à nha, các bạn học của chúng ta ai cũng thành đạt. Sau đó, đột nhiên gương mặt Tôn Hải bình thoáng vẻ lạnh lùng, nói tôi nghe nói hôm nay chú ác hổ cũng tới. chu ác hổ, Ngô Bình lập tức nhớ ra năm đó trong trường có một học sinh rất tồi. Hắn ta đánh nhau như không cần mạng, làm việc không theo đạo lý nhưng không hiểu tại sao nhà trường không đuổi học hắn ta. Tên học sinh đó là Chu Ác Hổ, Năm đó, chú ác hổ không ít lần bắt nạt Tôn Bình Hải. Tôn Bình Hải cũng vì hắn ta nên mới thôi học để đi học võ. Chỉ bất ngờ là sau này Tôn Bình Hải lại hành tẩu giang hồ, trở thành cao thủ cảnh giới thần. Ngô Bình đáp, tôi không nghe nói. Họ đang nói chuyện thì một tiếng cười lớn vọng vào. Một kẻ không cao lắm, mặt hơi đen bước vào. Hắn ta mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc đỏ, đeo kính đen. Người này chính là Chu Ác Hổ sự xuất hiện của chu ác hổ khiến mọi người đột nhiên im lặng hồi đi học hắn ta đánh cả lớp trên lớp dưới không việc xấu gì không làm tiếng xấu lan sang cả trường khác thậm chí có một lần hắn ta chạy tới đại học vân kinh đánh phó hội trưởng hội học sinh khiến cả ngôi trường rúng động tôn bình hải đang muốn tìm hắn ta nên lập tức đứng ra cười lạnh chu ác hổ chúng ta đã lâu không gặp chu ác hổ liếc nhìn tôn bình hải cười đáp nhãi danh nghe nói mày đi học phó vậy đã học thành tài chưa nói rồi hắn ta vỗ vỗ tôn bình hải tôn bình hải thân là cao thủ cảnh giới thần mà lại rúm người lại sau đó ngã ngồi ra đất mặt trắng bày còn mồ hôi lạnh thì túa ra người khác thì không biết nhưng ngô bình đã nhận ra ngay chu ác hổ này đã trở thành cao thủ tiên thiên rồi tôn bình hải căn bản không phải đối thủ của hắn ta chu ác hổ mặt vô cùng đắc ý cười khinh miệt nói tôn bình hải mày vẫn yếu đuối y như vậy quay về học hành chăm chỉ vào nhé nói rồi hắn ta đưa mắt nhìn quanh khi nhìn thấy đào như tuyết hắn ta tuyết miệng cười nói hoa khôi đây rồi lâu quá không gặp sau đó hắn dạo bước tới giang hai tay ra muốn ôm đào như tuyết Ngô Bình lập tức lên tiếng chu ác hổ Chu ác hổ quay đầu sang hỏi Ngô Bình sao thằng danh không phải mày đi tù rồi sao không chết ở trong đó à từ miệng Chu ác hổ không phun ra được câu nào tốt đẹp vừa mở miệng ra là toàn rắn rết ngô bình còn cậu vẫn khiến người khác chán ghét y như xưa chu ác hổ cười lạnh mày mà cũng dám nói tao như vậy nói rồi hắn ta đi về phía ngô bình đúng lúc này một nhân viên phục vụ mặc lễ phục cũng bưng chai rượu đi tới nhân viên phục vụ đó chính là mông trạch cải trang thành nhân viên phục vụ xin tránh đường nói rồi âm thầm vỗ lên người chu ác hổ một cái chu ác hổ đột nhiên nhảy lên sau đó ngã ra sàn sùi bọt mép hắn ta trợn tròn mắt muốn tìm kẻ ra tay với mình nhưng mông trạch đã lách qua đám đông biến mất từ lâu rồi ngô bình cười hi hi nhìn chu ác hổ đang nằm trên sàn nói không sao chứ có phải cậu có bệnh không có bệnh thì đi khám đi nhé chu ác hổ chỉ hận một nỗi không thể nhảy lên cắn cho ngô bình một cái nhưng giờ hắn ta không cử động được toàn thân run lên bần bật rất nhanh sau đó mấy nhân viên y tế vào khiêng chu ác hổ đi Ngô Bình nhận ra mấy nhân viên y tế này toàn là người của Hắc Thiên Giáo cải trang thành nên chắc chú ác hổ hôm nay sẽ còn ăn hành no nê. Bầu không khí trở lại bình thường, Ngô Bình ra dìu Tôn Bình Hải đứng dậy, nói hắn ta đã tu luyện tới cảnh giới thứ hai của tiên thiên rồi. Cậu không phải đối thủ của hắn đâu. Tôn Bình Hải ngạc nhiên, sao cậu biết? Ngô Bình, tôi đoán thôi. Nói rồi, Ngô Bình tiếp tục đi chào hỏi những người khác. Lúc này, Ngô Bình nhận được tin nhắn của Lâm Nhu, Cô ấy nói đã xuống máy bay nhưng không biết đường tới khách sạn. Ngô Bình trả lời, "Để tôi đón chị." Ngô Bình lên một chiếc xe, đi sân bay đón người. Chiếc xe Ngô Bình đang lái là dòng xe quốc nội, chính là dòng ô tô kim báo mà nhà họ Lý kinh doanh. Xe ô tô lắp ráp trong nước nhưng linh kiện lại mua từ nước ngoài, công năng của xe tương đối tốt. Đến sân bay, anh nhanh chóng tìm thấy Lâm Nhu, nhiều năm không gặp, Lâm Nhu đã khác xưa rất nhiều. Lúc này cô ấy mặc một chiếc áo khoác gió màu xám, tay trái kéo vali. Từ cô ấy toát ra khí chất thanh cao và trầm ổn, giống như một bông hoa trắng dưới ánh nắng mặt trời. Ngô Bình vẫy tay, Lâm Nhu. Lâm Nhu mỉm cười nhìn về phía đó, Ngô Bình. Hai người họ tiến về phía nhau, Lâm Nhu chủ động ôm lấy Ngô Bình, cười nói: "Bạn học cũ, lâu quá không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?" Ngô Bình cười đáp: "Tôi vẫn ổn, còn chị cũng vẫn xinh đẹp như xưa." đẹp đến động lòng người. Lâm Nhu bỏ chiếc kính đen xuống, quan sát Ngô Bình một lượt từ đầu đến chân rồi nói, còn cậu trông trưởng thành hơn năm xưa rồi. Ngô Bình vuốt vuốt mấy sợi dâu vừa mọc ra, đáp cái đó là đương nhiên rồi. Lâm Nhu cúi đầu, khẽ mỉm cười nói, vậy chúng ta đi nhé. Ngô Bình đón lấy chiếc vali, hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đỗ xe. Vô tình, Ngô Bình liếc nhìn chiếc vali nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong anh bỗng giật mình kinh ngạc trong vali có rất nhiều chai lọ hơn nữa trong các chai lọ này đều đựng thuốc độc trong đó có một chai đựng ký sinh trùng phải biết rằng loại ký sinh trùng này từng khiến canh tổ của đường môn sống không bằng chết nó cực kỳ khó tiêu diệt anh ngoài mặt không tỏ thái độ gì vừa nói chuyện vừa quan sát lâm nhu anh phát hiện ra tu vi của lâm nhu rất cao cô gái này lại còn là nhân tiên cảnh giới hai đã khai mở được thần khiếu Chương 684, Lâm Nhu. Anh đột nhiên nói, "Lâm Nhu, trường chúng ta thú vị thật đấy, tự dưng lại có nhiều người tu luyện như vậy." Lâm Nhu đột nhiên khựng lại, quan sát Ngô Bình rồi hỏi, "Cậu đang trong giai đoạn thoái bệnh?" "Ngô Bình, đúng vậy, là tiểu thoái bệnh." Lâm Nhu sáng mắt lên, nói, "Không tồi, cậu đã trở thành nhân tiên rồi." Ngô Bình bình thản đáp, "So với võ thần như chị thì còn kém một chút." Lâm Nhu cười đáp, trước đây tôi còn nghĩ cách che giấu thân phận của mình nhưng giờ xem ra là không cần nữa rồi. Lâm Nhu hỏi, cậu có thể nói tên sư phụ mình không? Cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm nên Ngô Bình đáp, gia phụ của tôi là Đông Phật Tiên Sinh. Lâm Nhu gật đầu, tôi đã nghe danh Tiên Sinh từ lâu. Cậu gặp may đấy. Ngô Bình, còn chị thì sao? Lâm Nhu đáp, sư tôn của tôi là Thanh Phù Chân Nhân. Ngô Bình đã từng nghe tới vị cao nhân này anh hỏi là vị cao nhân dùng độc đó sao lâm nhu cười đáp cậu cũng biết sư tôn của tôi sao ngô bình tôi có từng nghe một người bạn nhắc tới lâm nhu ông ấy nuôi rất nhiều loại trùng khác nhau ông ấy quả thực là chuyên gia trong lĩnh vực đó hai người họ lên xe quay lại khách sạn vừa lái xe ngô bình vừa hỏi lâm nhu sao chị lại tới tham gia buổi gặp mặt này vậy lâm nhu cũng giống như cậu đó tôi thấy ngôi trường của chúng ta rất thú vị hơn nữa, tôi cũng muốn gặp ông hiệu trưởng." Ngô Bình gật đầu, xem ra chị cũng nhận ra hiệu trưởng của chúng ta không đơn giản. "Chị có biết lai lịch của ông ấy không?" Lâm Nhu lắc đầu, "Tôi không rõ. Có điều hôm nay ông ta sẽ tham gia buổi họp mặt. Đợi khi gặp mặt, chúng ta có thể thăm dò thử." Sau khi quay lại khách sạn, hai người họ đi lên tầng 2. Cũng giống như khi đào Như Tuyết xuất hiện, sự xuất hiện của Lâm Nhu cũng khiến đám đông phấn khích lại một đám bạn học nam xuống vào, vây quanh cô ấy. Đương nhiên, đám người dám tới bắt chuyện với Lâm Nhu đều là những người thừa tự tin vào bản thân hoặc là những người khá thành đạt. Lâm Nhu mỉm cười chào hỏi bạn học cùng trường, nhìn thấy đào như tuyết, cô ấy đi tới ôm đào như tuyết một cái rồi nói, như tuyết, nửa năm rồi không gặp. Đào như tuyết, đúng vậy, nghe nói chị cũng tới đây em rất vui. Thấy hai đại mỹ nhân ngồi nói chuyện cùng nhau, đám đàn ông xung quanh không khỏi rõ rãi. Ngô Bình thì ngồi giữa hai người họ, khiến không biết bao nhiêu gã đàn ông ở đó ghen tức. Lúc này, Vương Kiêu Đằng đang cung kính đứng cạnh một người đàn ông lớn hơn hắn ta vài tuổi, chỉ vào Ngô Bình rồi nói, học trưởng Diêm, nhìn tên khốn hống hách đó xem. Hứ, hai đại mỹ nhân xoay xung quanh hắn, hắn nghĩ hắn là ai kia chứ? Học trưởng Diêm này tên đầy đủ là Diêm Lập Vũ, là một người rất thành đạt. Chưa tới 30 mà tài sản đã lên tới hàng chục tỷ tệ, đứng trong top 1.000 người giàu nhất trong nước. Siêm Lập Vũ mấy năm nay làm ăn thuận lợi, từ một người sinh ra trong gia đình làm công ăn lương bình thường trở thành một tỷ phú. Bởi lẽ đó anh ta vô cùng kiêu ngạo, trong đám bạn học cũng chỉ có vài người anh ta cho là cùng đẳng cấp với mình. Mà Ngô Bình này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng có tiếng tăm gì. Vậy mà hai mỹ nhân kia lại quấn lấy anh như vậy. Điều đó khiến anh ta vô cùng khó chịu. Anh ta hỏi, cậu quen anh ta? Vương Kiêu đằng đáp, hắn học cùng lớp em, hắn rất giảo hoạt và biết đóng kịch nên ai cũng thích hắn. Diêm Lập Vũ hừ một tiếng rồi bước về phía ba người Ngô Bình. Anh ta nói với Lâm Nhu và Đào Như Tuyết, hai người đẹp còn nhớ tôi không? Học trưởng Diêm năm xưa từng theo đuổi Đào Như Tuyết, cũng từng theo đuổi Lâm Nhu nhưng đương nhiên là đều thất bại. Lâm Nhu nhìn anh ta, đáp, giám đốc Diêm, tôi đương nhiên còn nhớ anh. Diêm Lập Vũ cười đáp, giám đốc gì chứ, cứ gọi tôi là Lập Vũ, gọi là anh lập vũ cũng được lâm nhu đáp không dám anh là tỷ phú giàu có tiếng kiểu gì tôi cũng phải thể hiện sự kính trọng đối với anh diêm lập vũ vội vã xua tay cái gì mà bảng xếp hạng người giàu chứ đều là hư danh cả ngày nào tôi cũng bận tối tăm mắt mũi nhiều khi cũng ước mình được làm người bình thường làm công ăn lương như các bạn học khác lâm nhu vậy sao vậy anh có thể quyên góp hết tài sản để sống cuộc sống mình hàng mơ ước diêm lập vũ sững lại sau đó ho khan một tiếng đáp cho dù tôi muốn cũng không được bên dưới tôi còn biết bao nhiêu người đang nỗ lực làm việc tôi phải có trách nhiệm với họ lâm nhu còn cô thì sao đang làm việc gì vậy lâm nhu cũng không có công việc ổn định tôi mở một phòng tranh rảnh rỗi thì dạy các bạn nhỏ tập vẽ diêm lập vũ cười đáp những môn nghệ thuật thanh cao như hội họa cũng chỉ có người đẹp như cô lâm đây mới làm được ngô bình cũng chào hỏi diêm lập vũ học trưởng diêm nghe danh anh đã lâu nụ cười trên mặt diêm lập vũ vụt tắt anh ta nhìn ngô bình hỏi cậu là ngô bình đáp tôi học sau anh hai khóa tên là ngô bình diêm lập vũ gật đầu đáp thật ngại quá tôi không có ấn tượng sâu sắc với những người bình thường sau đó anh ta đưa cho ngô bình một tấm danh thiếp rồi nói đàn em khóa sau sau này cậu có việc gì cần thì có thể tới tìm thôi tôi làm ăn kinh doanh nhiều năm có không ít bạn bè là lãnh đạo quan chức nhà nước Ngô Bình nhận tấm danh thiếp, cười đáp được. Diêm Lập Vũ hỏi, vậy giờ cậu đang làm gì? Ngô Bình đáp, tôi là một bác sĩ. Ồ, cậu là bác sĩ sao? Nhưng tôi nhớ là trường ta đâu có khoa y dược nhỉ? Lẽ nào cậu lại học thạc sĩ y dược ở trường khác sao? Diêm Lập Vũ rất tò mò. Đào như tuyết, sau khi Ngô Bình nghỉ học thì đã tiếp tục học y dược tại Đại học Hoa Thanh. Sau đó lấy được hai tấm bằng tiến sĩ y và tiến sĩ dược của Đại học Hoa Thanh diêm lập vũ rất kinh ngạc năm xưa thành tích của anh ta cũng chẳng được như vậy ngô bình thi đỗ vào hoa thanh đó không phải việc người bình thường có thể làm được anh ta cười nói được lắm quả là một tấm gương nghị lực tôi có đầu tư vào một bệnh viện ở thiên kinh nếu cậu có hứng thú thì có thể tới đó làm việc tôi có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu cho cậu diêm lập vũ đang cố tình diếu võ dương oai nhưng ngô bình cũng chẳng để ý anh nói cảm ơn học trường tôi sẽ suy nghĩ diêm lập vũ vẫy tay một cái phục vụ mang ra mấy ly rượu anh ta cầm một ly vang đỏ cười nói lâm nhu như tuyết lâu quá chúng ta không gặp mặt tôi xin kính hai người một ly đào như tuyết lạnh lùng đáp thật ngại quá tôi không uống rượu lâm nhu tôi cũng vậy diêm lập vũ đã dơ ly rượu lên không trung lúc này vô cùng gượng gạo lúc này vương kiêu đằng đã thấy cảnh này hắn ta đang muốn kết giao với diêm lập vũ nên vội vã lao tới binh Đào như tuyết, lâm nhu, học trưởng là người thuộc giới thượng lưu. Hai người đừng có không giữ thể diện cho anh ấy như vậy. Diêm lập vũ nói, kiêu đằng, không được nói như vậy. Mọi người đều bình đẳng. Vương kiêu đằng lập tức nói, sao mà bình đẳng được. Học trưởng là chân long, là tầng lớp tinh hoa, là gương cho chúng em học tập. Lúc này, có một người đàn ông khác bước tới. Người này rất cao, cũng rất đẹp trai, tỏa ra khí chất phong độ người người. Nhìn thấy người này, Diêm Lập Vũ lập tức bỏ đi vẻ kiêu ngạo ban nãy, khách sáo chào hỏi, học trưởng Mã. Người này tên là Mã Thiên Lý. Hắn ta là người tạo ra một loại tiền ảo gọi là Uyokoi đang có giá trên thị trường là 300 tỷ. Mã Thiên Lý thuộc top 50 người giàu nhất trong nước. Mã Thiên Lý hỏi, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Diêm Lập Vũ đáp, học trưởng, bọn em đều đang nói về Uyokoi của học trưởng đó. Em muốn thu mua một lô Uyokoi, hy vọng có thể được mua với giá ưu đãi. Mã Thiên Lý cười đáp, đều là bạn học của nhau, đương nhiên sẽ có ưu đãi, nhưng ưu đãi cũng không thể quá lớn. Cậu cũng biết Uyêu Coi này trong nửa năm đã tăng giá trị đến 105%, hơn nữa vẫn có dấu hiệu tăng tiếp. Theo tôi tính toán, cuối năm nay giá của nó còn tăng thêm một lần nữa. Diêm Lập Vũ cười đáp, chuyện đó là đương nhiên rồi. Chương 685, thân thế khủng ánh mắt Mã Thiên Lý dừng lại ở đào như tuyết. Hắn mỉm cười, nói, như tuyết, lần trước gặp nhau muốn mời cô đi ăn cơm mà cô lại có việc phải đi trước. Đến cả Diêm Lập Vũ còn muốn kết giao với Mã Thiên Lý này nên anh ta liền chen mồm vào, như tuyết, thế là cô không đúng rồi. Với tài lực của học trường, cô phải nhiệt tình với anh ấy mới phải chứ. Câu này khiến Ngô Bình cảm thấy rất khó chịu. Anh nói tiền ảo không sản sinh ra giá trị, nó vốn chỉ là một loại bong bóng đầu tư mà thôi mà đã là bong bóng thì có thể vỡ bất cứ lúc nào. Câu nói này đương nhiên đã khiến Mã Thiên Lý phật lòng. Hắn nhìn Ngô Bình, hỏi, vị này là? Diêm lập vũ cười lạnh, chen ngang, học trường, cậu ta là một đàn em dưới em hai khóa. Chỉ là một bác sĩ mà thôi. Mã Thiên Lý lạnh lùng đáp, với tầm nhìn của cậu đương nhiên không thể hiểu được tiềm năng của tiền ảo. Nếu không thì cậu đã chẳng là một người bình thường đến vậy. Vốn dĩ, với thân thế của mình, mã thiên lý sẽ không đôi co với nhân vật tầm thường như ngô bình cũng chẳng thèm nói với ngô bình nửa câu thế nhưng trong tiềm thức của hắn không thể nào ngó lơ sự tồn tại của anh nên vẫn nói ra những lời này vương kiêu đằng cười lạnh ngô bình cậu thực sự nghĩ mình tài giỏi sao học trưởng là ai kia chứ việc làm ăn lớn của anh ấy cậu làm sao mà đủ trình để hiểu ngô bình cau mày vương kiêu đằng hôm nay vẫn đến chọc giận anh sau vụ lần trước có vẻ hắn ta vẫn chưa chừa đằng sau Mã Thiên Lý có một người phụ nữ. Đột nhiên người này hỏi Ngô Bình, vị tiên sinh này, xin hỏi anh có thiệp mời không? Ngô Bình điềm nhiên đáp, không có. Người phụ nữ này là thư ký của Mã Thiên Lý. Chị ta 30 tuổi, rất được việc lại túc trí đa mưu nên rất được trọng dụng. Mỗi lần Mã Thiên Lý ra ngoài đều đưa thư ký này theo. Đào như tuyết đáp là tôi mời anh ấy tới. Tên tôi có trong danh sách khách mời. Nữ thư ký kia liếc nhìn Đào Như Tuyết một cái bằng ánh mắt coi thường. Trong mắt chị ta, phụ nữ có đẹp đến đâu rồi cũng chỉ trở thành trò tiêu khiển cho giám đốc Mã mà thôi. Chị ta đáp, "Cô Đào, buổi họp mặt này là do giám đốc Mã tài trợ tổ chức nên quyền quyết định phải ở anh ấy." Đào Như Tuyết cau mày hỏi, "Chị nói vậy là có ý gì?" "L." "Cô thư ký, chúng tôi không hoan nghênh người thất lễ với giám đốc Mã hiện diện tại đây. Vị tiên sinh này, mời ra ngoài cho." Chị ta đuổi Ngô Bình đi trước mặt đám đông khiến rất nhiều người thi nhau quay lại hóng hớt. Thậm chí cả Lưu Tuấn Phi và Tôn Thanh cũng nhìn về phía đó. Tôn Thanh, anh ta tưởng đây là vân kinh sao. Hứ, đắc tội với học trưởng mã thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Ngược lại với Tôn Thanh, Lưu Tuấn Phi biết rõ Ngô Bình nên anh ta cười lạnh, nói cô rất hy vọng Ngô Bình mất mặt ở đây nhỉ. Có điều chắc cô phải thất vọng rồi, người mất mặt sau cùng chắc chắn là mã thiên lý. Tôn Thanh sướng sờ, Mã Thiên Lý mất mặt, đùa kiểu gì vậy? Người ta là đại gia, gia sản mấy chục tỷ tệ đó. Lưu Tuấn Phi cười lạnh đáp, mấy chục tỷ chẳng là cái đinh gì cả. Riêng mấy dự án tại Vân Kinh của Ngô Bình đã có giá lên tới hàng trăm tỷ tệ rồi. Tôn Thanh sướng sờ, hàng trăm tỷ, không đời nào. Lưu Tuấn Phi cũng chán phải giải thích nên im lặng tiếp tục quan sát. Ngô Bình chỉ vào chính mình rồi hỏi, chị bảo tôi ra ngoài sao? nữ thư ký lạnh lùng đáp không sai chính là anh đó ngô bình đáp chỉ sợ là chị chưa đủ tư cách để làm điều đó nữ thư ký cao mày tôi không có tư cách chúng tôi đã bao hết tầng hai khách sạn này rồi đấy mông trạch lúc này đang cải trang gần đó thấy cảnh này thì vô cùng tức giận nhưng chưa có lệnh của ngô bình nên chưa ra tay được cho nên mông trạch gọi giám đốc khách sạn ra giám đốc khách sạn này vừa hay là tín đồ của hắc thiên giáo hắc thiên giáo cũng thường xuyên tổ chức hoạt động ở đây giám đốc khách sạn biết thân phận của mông trạch thì vội vã gật đầu đồng ý giúp đỡ chỉ một lát sau giám đốc khách sạn bước tới nói với nữ thư ký mời cô ra ngoài cho nữ thư ký kia giật mình mời tôi ra ngoài ư giám đốc vẻ mặt khó coi đáp đúng vậy khách sạn này không chào đón cô sau đó ông ta quay sang cúi đầu chào ngô bình rồi nói ngô tiên sinh thực sự xin lỗi hãy tha thứ cho sự thất trách của tôi. Nói rồi ông ấy vẫy tay một cái, lập tức có hai bảo vệ lao vào lôi thư ký kia ra ngoài. Nữ thư ký kêu la, mã thiên lý mặt tối sầm lại, nói, gọi ông chủ của các người ra gặp tôi. Giám đốc khách sạn liếc nhìn mã thiên lý rồi đáp, tôi cảnh cáo cậu, không được vô lễ với ngô tiên sinh. Nếu không tôi sẽ đuổi cả cậu ra ngoài. Mã thiên lý bàng hoàng nhìn ngô bình, đây rốt cuộc là ai vậy? nữ thư ký bị đuổi ra ngoài mà Mã Thiên Lý cũng chẳng có cách nào, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Như thế này chẳng khác nào bị tát vào mặt trước đám đông. Siêm Lập Vũ sững sờ, nói: "Ngô Bình, cậu đang làm gì vậy?" Vương Kiêu Đằng cũng cười lạnh, nói: "Ngô Bình, cậu xong đời rồi. Đắc tội với học trưởng Mã thì sau này đừng hòng làm ăn trong nước được." Ngô Bình vô cùng ghét Vương Kiêu Đằng, anh đáp: "Vương Kiêu Đằng, cậu cút ra ngoài đi." nơi này cũng không chào đón cậu. Vương Kiêu Đằng cười lạnh, cậu bảo tôi cút ra ngoài. Cậu là cái thá gì kia chứ? Ngô Bình vẫy tay, giám đốc khách sạn lập tức gọi bảo vệ lôi Vương Kiêu Đằng ra ngoài. Vương Kiêu Đằng giấy ruộng rồi kêu lên ẩm ý nhưng vẫn bị lôi sình sạch ra ngoài. Mã Thiên Lý không phải kẻ đầu đất nên lập tức hiểu đàn em khóa dưới trước mặt mình không hề đơn giản. Hắn đang định nói gì đó thì một cô gái mặc vest đi tới chỗ đào như tuyết thì thầm gì đó với cô ấy. Đào Như tuyết nhận lấy tài liệu cô gái kia đưa cho rồi liếc nhìn, sau đó ký tên mình vào. Ký xong, cô đưa hợp đồng này cho Ngô Bình. Hóa ra hai bên đang ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngô Bình góp vốn 40 tỷ, tương đương 10% cổ phần tập đoàn Miêu Dược. Cuộc làm ăn này đã bàn bạc xong từ lâu, Ngô Bình cũng đã chuyển tiền rồi, có điều chưa chính thức ký tên mình vào mà thôi. Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi ký tên mình vào. Mặc dù anh không phải pháp nhân của công ty nhưng chữ ký của anh vẫn có hiệu lực về mặt pháp lý. Mã Thiên Lý đứng gần nên nhìn thấy dòng ghi tên của bên A, hắn ta ngạc nhiên, Tập đoàn Miêu Dược. Đào Như Tuyết, cô là CEO tập đoàn Miêu Dược sao? Đào Như Tuyết, đúng vậy, hiện giờ tôi là CEO kiêm pháp nhân của công ty dược này. Mã Thiên Lý kinh ngạc, giá trị thị trường của tập đoàn này đã vượt qua 550 tỷ tệ. Vậy mà Đào Như Tuyết lại là CEO của tập đoàn khổng lồ này. Diêm Lập Vũ cũng kinh ngạc lắp bắp, dám, giám, giám đốc Đào, hai người ký hợp đồng với nhau sao? Đào Như Tuyết, tôi cần vay một số vốn nên Ngô Bình đã xuất vốn 400 tỷ, mua 10% cổ phần tập đoàn của tôi. 400 tỷ, ai nấy đều sững sờ. Ngô Bình không phải chỉ là một người bình thường sao? Sao có thể có 400 tỷ cơ chứ? Đào Như Tuyết nhân cơ hội giới thiệu Ngô Bình, đây là anh Ngô Bình vì anh ấy kín tiếng nên có lẽ mọi người chưa từng nghe nói. Có điều tôi nhắc tới mấy dự án này, có thể mọi người sẽ biết. Tôi chọn đại hai dự án nhé. Anh ấy là cổ đông lớn nhất dự án Vịnh Bạch Long, cũng là cổ đông lớn nhất của công ty Dược Long Huy. Cổ phần dự án Vịnh Bạch Long của anh trị giá hơn trăm tỷ tệ. Còn ở công ty Dược Long Huy anh cũng là cổ đông lớn nhất. Mã Thiên Lý đương nhiên biết tới dự án Vịnh Bạch Long hắn ta vẫn luôn thèm khát dự án này nhưng nghe nói ông chủ đứng sau thần thông quảng đại nên hắn ta không dám động vào. Một thời gian trước, hắn nghe tin chắc Khang bị hất cẳng khỏi dự án này. Hiện tại cổ đông lớn nhất của dự án này là một người thần bí. Lẽ nào, Ngô Bình chính là người bí ẩn đó? Mã Thiên Lý lập tức mỉm cười nói, hóa ra là cậu chủ Ngô. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu, có điều tôi không ngờ lại được làm bạn học với cậu. Cậu chủ Ngô, hân hạnh được gặp mặt chương 686, chúng ta không cùng một thế giới. Mã Thiên Lý biến sắc mặt, sau đó lập tức thay đổi 180 độ với Ngô Bình. Diệp Lập Vũ cũng ngẩn ra rồi cười nói, anh đã bảo là cậu cho anh một cảm giác rất vai phong rồi mà, vừa nhìn anh đã biết cậu là nhân tài, ha ha. Tuy ngoài mặt khách sáo là vậy, nhưng Mã Thiên Lý vẫn khá ngượng ngùng nên chỉ ở lại thêm một lúc rồi chuồn mất. Hắn đi vào nhà vệ sinh, sau đó lấy điện thoại ra rồi gọi cho một người bạn ở Vân Kinh. Anh Từ, cho tôi hỏi thăm về một người, ông có biết ai tên là Ngô Bình không? Ừm, khoảng hơn 20 tuổi, chủ của vịnh Bạch Long cái gì? Ngay sau đó, Mã Thiên Lý đã tái mặt, toàn thân bắt đầu run rẩy. Người hắn gọi là anh Từ chính là một người cháu trong gia tộc của Từ Quý phi, nhờ mối quan hệ họ hàng với ông ba nhà họ Từ mà người này lên như diều gặp gió ở Vân Kinh. Người đó nói cho Mã Thiên Lý biết, Ngô Bình là anh em kết nghĩa với Từ Quý phi điều đáng sợ hơn nữa là đến ông bà nhà họ từ cũng phải khúm núm trước anh người đó còn nói ngô bình là cổ đông của tập đoàn đường thị rất thân thiết với nhà họ đường dự án thị trấn phỉ thúy cũng có vốn đầu tư của anh nhiều đó vẫn chưa là gì ngô bình thuộc tầng lớp thượng lưu mạng lưới giao thiệp rất rộng quan trọng hơn nữa là ngô bình còn có tu vi cao hơn cả từ quý phi anh đã ở cảnh giới nhân tiên rồi mã thiên lý chỉ muốn tự vả vào, vào mặt mình sao hắn lại đắc tội với một nhân vật lớn vậy chứ cảnh giới nhân tiên đấy người ta đã là nửa người nửa tiên rồi hắn rửa mặt rồi soi lại mình trong gương sau đó nhanh chóng đi ra ngoài sau khi trở lại mã thiên lý thấy diêm lập vũ đang nói chuyện với ngô bình nhưng anh không có hứng thú đáp lời mã thiên lý cười nói tổng giám đốc ngô cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng cô thư ký ngu xuẩn vừa rồi của tôi không hiểu chuyện dám vô lễ với cậu khi nào về tôi sẽ đuổi việc cô ta. Ngô Bình thờ ơ nói, Tổng Giám Đốc Mã quá lời rồi. Ngô Bình không để ý tới sự mất lịch sự của Mã Thiên Lý, anh đã ở cảnh giới nhân tiên nên thấy những người bình thường như Mã Thiên Lý chỉ giống các con ếch nhảy trên mặt đất thôi, lũ ếch nhái có kêu vài tiếng với anh cũng không sao cả. Mã Thiên Lý, cậu Ngô, tôi vẫn đang nghe ngóng xem của chủ của Vịnh Bạch Long là ai, không ngờ lại là cậu. Tôi cũng là người vân kinh, nể tình tôi là bạn cũ, Cậu phải để lại một căn trong khu ấy cho tôi nhé. Đây là một trong những chiêu thức lấy lòng người khác của Mã Thiên Lý. Ngô Bình cười nói, "Được thôi, tôi sẽ giảm giá cho anh 5%." Như vậy là giảm được hẳn mấy triệu, Mã Thiên Lý mừng rỡ nói, "Cảm ơn cậu Ngô." Tôn Tinh ở phía xa đang ngẩn ra, sao tự nhiên Mã Thiên Lý lại quay sang lấy lòng Ngô Bình? Anh có tư cách gì mà để một nhân vật lớn như Mã Thiên Lý phải nịnh nọt? lưu tuấn phi lại bình tĩnh một cách lạ thường rồi nói nhìn thấy chưa tôi đã bảo rồi người mất mặt cuối cùng sẽ là mã thiên lý tôn tinh cảm thấy hơi bất lực cô ta ngồi xuống rồi hỏi lưu tuấn phi trước kia anh rất thân với ngô bình anh có thể nói cho tôi biết anh ta là người thế nào không lưu tuấn phi thở dài một hơi rồi đáp anh ta không cùng thế giới với mình đâu với cô có thể mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu là rất nhiều rồi nhưng tôi nói cho cô biết đến một người có khối tài sản cả mấy chục tỷ như Mã Thiên Lý cũng chưa là gì với Ngô Bình đâu. Trái tim của Tôn Tinh đập thình thịch, sau đó cô ta nhìn chăm chăm về phía Ngô Bình. Triệu Kỳ Lượng đứng cạnh đó lạnh giọng nói, Tôn Tinh, em vẫn muốn quay lại với Ngô Bình à? Em thôi cái suy nghĩ ấy đi, em không thấy đến các mỹ nữ cực phẩm như Lâm Nhu và Đào Như Tuyết còn phải khách sáo với cậu ta vây sao? Em không xứng đâu. Tôn Tinh như bị đạp trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên, sau đó tức tối nhìn triệu kỳ lượng rồi mắng tất cả là tại anh anh là cái loại vô liêm sỉ nếu không tại anh lừa tôi thì giờ tôi vẫn là bạn gái của anh ấy triệu kỳ lượng tỏ vẻ coi thường cô thôi đi ban đầu là ai chủ động leo lên giường của tôi ha ha ngô bình ngồi tù nhưng tháng nào cũng gửi cho cô mấy chục nghìn để tiêu vặt như thế là quá có tình có nghĩa với cô rồi nhưng cô thì sao nếu không muốn quen cậu ta nữa tại sao còn xài tiền của cậu ta tại sao hàng táng vẫn viết thư lừa cậu ta, còn nói nhớ nhung này kia. Tôn tinh, cô mới là loại phụ nữ ham hư vinh. Tôn tinh bị nói chúng tim đen nên lập tức cứng họng. Đúng thế, khi Ngô Bình đi tù, thì thoảng lại gọi cho cô ta, đã thế tháng nào cũng gửi tiền cho cô ta tiêu vặt. Vào ngày sinh nhật hay lễ Tết, anh còn gửi cả quà. Còn cô ta thì sao? Từ khi biết Ngô Bình phải ngồi tù, cô ta đã quyết định từ bỏ anh, sau đó vẫn nghe điện thoại của anh, xong là vì số tiền tiêu vặt hàng tháng, không thì cô ta đã đá anh ngay rồi. nhớ tới những điều tốt đẹp Ngô Bình từng làm cho mình, Tôn Tinh chợt che mặt rồi bật khóc, sau đó đứng dậy chạy về phía Ngô Bình. nhưng mới chạy được vài bước thì cô ta đã dừng lại, vì Đào Như Tuyết đang khoác tay Ngô Bình, hơn nữa còn thơm nhẹ lên má anh, trong mắt cô ấy chứa đầy vẻ ỉ lại và tôn sùng. Tôn Tinh ngẩn ra rồi chờ thấu suốt mọi vấn đề, đúng như những gì Lưu Tuấn Phi nói, họ không cùng một thế giới nữa rồi. Tại sao chứ? Cô ta gào thét trong lòng. Lẽ ra cô ta đã có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý với anh, tại sao chính cô ta lại buông bỏ? Tôn tin chợt hét to rồi lao ra khỏi khách sạn như đã phát điên. Mọi người đều giật nảy mình, có người thì thầm, ai thế? Bị thần kinh ngà. Tôn tinh đi rồi, triệu kỳ lượng thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Lư Tuấn Phi hỏi, cậu đi đâu? Triệu kỳ lượng, về nhà. Mẹ tôi đã giới thiệu một cô gái khác cho tôi, cô ấy rất tốt, chúng tôi sẽ đến với nhau. Lư Tuấn Phi không nói gì nữa, chỉ châm một điếu thuốc rồi hút. Bây giờ, Diêm Lập Vũ không còn kiêu ngạo chút nào nữa, mà rất lễ phép với Ngô Bình. Để lấy lòng anh, anh ta chẳng màng đến tuổi tác mà luôn miệng gọi Ngô Bình là anh. Mã Thiên Lý thì có chừng mực hơn nên chỉ gọi Ngô Bình là cậu Ngô hoặc tổng giám đốc Ngô. Diêm Lập Vũ là một người rất có đầu óc anh ta là một trong những người đi đầu trong việc livestream bán hàng. Hiện giờ anh ta đang có 4 người chuyên livestream bán hàng cực đỉnh. Nghe anh ta kể nhân viên livestream của mình giỏi ra sao, cả tên lửa và máy bay cũng bán được, mỗi ngày đều tiêu thụ cả 50 tỷ tiền hàng, Ngô Bình hỏi thế có bán thuốc với đồ uống được không? Long Huy sắp ra mắt loại thuốc mới, mà Ngô Bình đang có công thức một loại đồ uống rất ngon nên muốn thử PR theo cách này. Siêm Lập Vũ cười nói, anh Ngô Đừng nói là thuốc, đến thuốc độc em cũng bán được cho anh. Ngô Bình, khi nào về, tôi sẽ cho người liên lạc với anh. Siêm Lập Vũ mừng quính, anh Ngô, anh bán thuốc gì thế? Thực phẩm chức năng ạ. À? Anh ta cũng hay bán các loại này. Ngô Bình cười nói, kiểu thế, tôi sẽ cho người gửi hàng mẫu cho anh, để người của anh xem có bán được không. Siêm Lập Vũ, anh Ngô yên tâm, kiểu gì cũng bán được. Chương 687, hiệu trưởng đến Ngô Bình đang trò chuyện với Diêm Lập Vũ thì mọi người chợt ồ lên, anh ngoái lại nhìn thì thấy có một người phụ nữ đẹp không kém đảo như tuyết và lâm nhu xuất hiện, đó chính là Giang Nguyệt Hân. Giang Nguyệt Hân có khí chất khác hoàn toàn với đảo như tuyết và lâm nhu, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người, khiến chẳng ai nỡ chớp mắt vì sợ để lỡ mất vẻ đẹp của cô ấy. Mã Thiên Vũ vội bước tới nói, Nguyệt Hân, em đến rồi đấy à? Giang Nguyệt Hân gật đầu, anh Mã, để mọi người chờ lâu rồi. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở phía Ngô Bình, sau đó đi tới phía đó. "Như Tuyết, Lâm Nhu, chúng ta lại gặp nhau rồi, xem ra ba cô gái cũng thường xuyên liên lạc với nhau." Đào Như Tuyết khoác tay Ngô Bình như tuyên bố chủ quyền rồi nói, "Ừm, um, Nguyệt Hân, để em giới thiệu nhé, đây là Ngô Bình bạn trai em, bọn em từng là bạn cùng lớp." Giang Nguyệt Hân liếc nhìn Ngô Bình, ngoài tướng mạo ưa nhìn cùng làn da đẹp ra thì cô ấy không thấy anh có điểm gì nổi bật cả nên cười nói, "Như Tuyết, chị còn tưởng sẽ không có người đàn ông nào trên đời này lọt vào mắt xanh của em cơ, chắc cậu em này có điểm đặc biệt hơn người hả? Sau khi Giang Nguyệt Hân xuất hiện, Ngô Bình chưa từng rời mắt khỏi cô ấy, anh đang thấy rất chấn động. Không ngờ Giang Nguyệt Hân này đã là cao thủ cảnh giới địa tiên rồi, sao tu luyện được hay vậy, Ngô Bình thầm nghĩ. Anh ngạc nhiên cũng phải thôi, vì sư phụ anh là đông Phật tiên sinh còn mất hơn trăm năm mới tu luyện lên cảnh giới này được mà. Còn Giang Nguyệt Hân mới bao nhiêu tuổi mà đã ở cảnh giới địa tiên rồi. Cô ấy đột phá bằng cách nào vậy? Thấy Ngô Bình cứ nhìn mình chầm chầm, ết ết cười hỏi, cậu em, mà tôi nở hoa hà. Ngô Bình vội nói, chào chị, có một chuyện tôi thấy rất lạ. Giang Nguyệt Hân, hử, chuyện gì thế? Ngô Bình, chị bắt đầu tu luyện khi nào? Giang Nguyệt Hân biến sắc mặt, sau đó nhìn sang đào như tuyết. Cô ấy cười nói, có gì đâu mà ngạc nhiên thế chị? Ngô Bình cũng là người tu hành mà. Giang Nguyệt Hân tròn mắt hỏi, cậu ấy ở cảnh giới nhân tiên à? Tôi không nhìn ra đấy. Đào như tuyết, bình thường mà chị, anh ấy đang mắc bệnh tiểu thoái nên có khác gì người bình thường đâu. Giang Nguyệt Hân, ra thế. Ngập ngừng một lát, cô ấy nói tiếp, tôi bắt đầu tu luyện năm 13 tuổi, đến giờ là được 30 năm rồi. Ngô Bình, thế mà chị đã đột phá lên cảnh giới địa tiên rồi, giỏi quá. Giang Nguyệt Hân cười nói, tôi mới đột phá tối qua, cậu là người đầu tiên phát hiện ra đấy. Lâm Nhu cũng ngạc nhiên, cậu đột phá rồi à? Giang Nguyệt Hân, không phải nhờ giỏi Giang gì đâu, ăn may thôi. Nghe thấy thế, Ngô Bình càng quan sát Giang Nguyệt Hân kỹ hơn. Anh phát hiện mi tâm của cô ấy có một người tí hon, toàn thân phát sáng. Ngô Bình biết ngay Giang Nguyệt Hân đột phá nhờ uống một loại đan dược nào đó, anh cũng biết vài loại đan dược kiểu này. Chị đã uống đan dược kiểu như nguyên thần đan à?" Ngô Bình hỏi. Giang Nguyệt Hân chấn động rồi cảnh giác hỏi, "Sao cậu biết?" Đào Như Tuyết, Giang Nguyệt Hân, chị đừng ngạc nhiên thế, Ngô Bình còn biết luyện đan và chữa bệnh nữa." Giang Nguyệt Hân ngẩn ra, biết cả luyện đan và chữa bệnh ư? Lâm Nhu cũng ngẩn người, thật không, Ngô Bình, cậu cũng giấu kỹ đấy. Ba người đẹp vây quanh Ngô Bình, khiến những người đàn ông khác ghen tị đỏ mắt, đến Mã Thiên Vũ cũng thầm thở dài. Vì chẳng chen vào được câu nào. Ngô Bình, biết chút chút thôi. Giang Nguyệt Hân, cậu cứ khiêm tốn, tôi cũng có bệnh trong người, lát nhờ cậu khám hộ nhé. Ngô Bình đã biết sức mạnh mà người tí hon phát ra có lẫn ít tạp chất, nó liên quan đến chất lượng của đan dược, đan dược mà Giang Nguyệt Hân uống cùng lắm là cấp tứ phẩm nên khó tránh khỏi sinh ra tác dụng phụ. Anh đáp, được thôi, chờ tiệc tàn, tôi sẽ khám cho chị. Người đến ngày càng đông ngô bình đã trở thành tâm điểm của buổi tụ họp thay mã thiên vũ không lâu sau mã thiên vũ nhận được một cuộc điện thoại nên cười nói này các bạn hiệu trưởng đến rồi hiệu trưởng này của họ đã về hưu nên các bạn học không hào hứng chào đón lắm vẫn ai làm việc nấy thậm chí đến mã thiên vũ cũng không chuẩn bị ra đón tiếp vì một thầy hiệu trưởng đã về hưu thì sao sánh được với thân phận cao quý hiện giờ của hắn ngô bình nói mình ra đón thầy đi sau đó anh dẫn đào như tuyết giang nguyệt hân và lâm nhu đi xuống dưới những người khác thấy họ đi thì cũng mặc mã thiên vố thoáng do dự rồi cũng không đi theo với thân phận hiện giờ của hắn thì chỉ nên làm những việc có nghĩa thôi chứ không nên lãng phí thời gian làm gì nhóm ngô bình vừa chờ vừa trò chuyện ở cửa khách sạn ngô bình chị giang chị ở cảnh giới địa tiên rồi sao vẫn rảnh mà đến đây thế giang nguyệt hân nhìn anh cậu thì khác gì ngô bình tôi có hứng thú với thầy hiệu trưởng sang nguyệt hân tôi cũng thế coi chúng ta này một nhân tiên một biệt tiên như tuyết cũng có tu vi không thấp đâu thế mà chúng ta còn học cùng một trường tôi thấy lạ quá ngô bình đúng chúng ta đều có tư cách tránh bá một phương đấy sang nguyệt hân cậu nghĩ những chuyện này có liên quan đến thầy hiệu trưởng không ngô bình có hay không thì phải gặp mới biết được lâm nhu mọi người có thấy lạ không hiệu trưởng không trực tiếp giúp mình sao làm được vậy nhỉ Ngô Bình sờ mũi, ai biết được. Khoảng 20 phút sau, có một chiếc xe đi tới rồi dừng trước cửa khách sạn, một ông lão béo ục ịch bước xuống xe. Ông ấy có dáng người không cao, gương mặt hiền lành, đeo kính lão, tóc vuốt ngược, miệng mỉm cười. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra đó là hiệu trưởng, anh vội tiến lên đón rồi cười nói, "Em chào thầy." Trí nhớ của thầy hiệu trưởng rất tốt, vừa nhìn Ngô Bình đã nhận ra anh ngay, "Ngô Bình đấy hả?" Ha ha ngày xưa trành mảng học lắm nhé, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc tán tỉnh các bạn gái thôi. Ngô Bình lúng túng vì thấy trí nhớ của thầy quá tốt. Đào Như Tuyết cũng chào hỏi, thầy còn nhớ em không ạ? Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính rồi đáp, Đào Như Tuyết ừm ngày càng xinh đấy. Thầy hiệu trưởng nhớ cả Giang Nguyệt Hân và Lâm Nhu, khiến hai cô gái rất ngạc nhiên. Một trường có rất nhiều sinh viên, mà năm nào cũng có thêm sinh viên mới mà thầy có thể nhớ hết bọn họ là quá siêu phàm. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, định xem thầy có điểm gì đặc biệt, song anh hoàn toàn thất vọng, vì thầy rất bình thường, hơn nữa tim và gan còn gặp chút vấn đề, đầu gối cũng không được khỏe. Tuy thế, anh vẫn tôn trọng thầy, sau đó giúp ông ấy trả tiền xe và sách hành lý xuống. Thầy hiệu trưởng đến là mọi người náo nhiệt hẳn lên, ai cũng tới tay bắt mặt mừng, sau đó Ngô Bình mời thầy ngồi xuống một bàn. chương 688, Tăng Nhân và Đạo Sĩ Thầy hiệu trưởng tên là Hồ Kiến Quốc, một cái tên rất bình thường. Vào thời của thầy thì cái tên này vô cùng phổ biến. Hồ Kiến Quốc lấy một cái bình giữ nhiệt ra, bên trong là nước thuốc, ông ấy thổi rồi uống một ngụm. Ngô Bình nhanh chóng đưa cho ông ấy một cái cốc. Hồ Kiến Quốc cười lớn nói, mấy đứa đều có công danh sự nghiệp rồi, tốt lắm. Ngô Bình cười nói, thầy ơi, thầy định chơi ở Á Mã mấy ngày ạ? À? Hồ Kiến Quốc nói, giờ thầy nghỉ hưu rồi nên rảnh lắm vì thế định sang đây chơi mấy ngày. Ngô Bình, em khá thông thuộc ám mã, để em đặt khách sạn cho thầy, sau đó đưa thầy đi chơi nhé ạ. Hồ Kiến Quốc sáng mắt nói, thật không, nhưng có làm mất việc của em không? Ngô Bình, không sao ạ, giờ em không đi làm nên rảnh lắm. Hồ Kiến Quốc gật đầu, ừ, thầy đang giàu vì không biết có nên đăng ký tour du lịch nào đó, nhưng giờ không cần nữa rồi. Sau đó, mọi người bắt đầu nói chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống, càng nói chuyện, Ngô Bình càng chắc chắn Hồ Kiến Quốc là một người bình thường. Khi nhập tiệc, các bạn tiệc được chia ra thành những người thành công ngồi một bàn, những người nhàng nhàng chung một chỗ. Mã Thiên Vũ mời Ngô Bình sang bàn mình, nhưng anh đã từ chối. Anh muốn ngồi với Hồ Kiến Quốc ở bàn thứ ba, các bạn học ở bàn này đều là nhân viên văn phòng hoặc người kinh doanh tự do. Đào Như Tuyết đương nhiên vẫn ngồi cạnh Ngô Bình, còn Gigi và Lâm Nhu đã chuyển sang bàn của Mã Thiên Vũ hồ kiến quốc biết ngô bình còn là một bác sĩ thì vui vẻ nói ngô bình này em đa tài thật đấy ngày xưa em đi tù thầy còn thấy hơi thất vọng thầy còn từng nhờ một người bạn giúp em nhưng tiếc là người bắt em ngồi tù có gia cảnh lớn quá nên thầy không làm gì được cuối cùng thầy đành phải nhờ quản ngục ở đó để ý đến em ngô bình rất cảm động anh nhớ quản ngục lý thịnh quốc từng nói có người nhờ ông ấy quan tâm đến anh ngô bình không có bạn bè hay người thân nào có thể làm được điều đó nên khi ấy anh rất tò mò không biết ai giúp mình bây giờ anh mới biết người đó chính là hồ kiến quốc cả trường học có không biết bao nhiêu học sinh vậy mà hồ kiến quốc lại quan tâm tới một sinh viên mới gặp vài lần là anh điều này khiến ngô bình rất cảm động thầy ơi em cảm ơn thầy thật ra tuy ngồi tù nhưng em vẫn cố gắng học hành không thì sao đỗ vào đại học hoa thanh được ạ à? ngô bình nói hồ kiến quốc tốt sau này thầy phải viết lại cuộc đời của em thành một câu chuyện, để các hiệu trưởng sau kể cho sinh viên nghe. Con người phải luôn có ý chí phân đấu vươn lên. Ngô Bình chạy ra ngoài một lát để gọi cho mông Trạch mang cho tôi ít rượu ngon đến đây. Mông Trạch nhận điện xong thì đi ngay, chưa tới 10 phút sau, ông ta đã mang rượu đến cho Ngô Bình. Đây là rượu mau đài, ngoài ra còn có thêm trà long tỉnh. Hồ Kiến Quốc nhìn thấy rượu này thì tròn mắt hỏi, wow, rượu này từ thời thầy ra đời đấy, Ngày ấy gọi là mao đài năm sao, em kiếm đâu ra thế? Đúng là loại rượu này đã có lịch sử lâu đời 50 năm, hiện rất hiếm trên thị trường, thì thoảng mới có người mang bán đấu giá, mỗi chai lên đến cả vài triệu. Ngô Bình, ông nội em siêu tầm đấy ạ, à, có mấy thùng cơ? Thầy uống thử loại trà này đi ạ. À. Nói rồi, anh lấy một cái chén mới rồi rót trà cho Hồ Kiến Quốc, hương trà tỏa ra thơm ngát, Hồ Kiến Quốc ngửi xong thì cảm thán, đây là trà thập khỏa à Không giống vị thanh hơn lại lẫn cả hương hoa đây là trà ngộ đạo mà Ngô Bình mua anh cười nói là trà hái trên núi cao thôi ạ à, uống được không thầy Hồ Kiến Quốc nhìn Ngô Bình rồi nói này vừa có rượu ngon vừa có trà xịn có phải em định xin sỏ gì thầy không đấy nhưng thầy nghỉ hưu rồi sợ không giúp được gì cho em đâu Ngô Bình gật đầu nói thầy đoán siêu quá đúng là em có việc nhờ thầy ạ à. Hồ Kiến Quốc cười nói ừ nói đi nếu giúp được thì thầy không từ chối đâu. Ngô Bình, thầy là người viết thư pháp đẹp nhất trường ta nên em muốn xin thầy viết cho em vài bức. Hồ Kiến Quốc cười tươi, ông ấy viết thư pháp khá đẹp, nhưng chỉ đẹp trong hội thư pháp cấp huyện. Nhưng ngày xưa, ông ấy thường xuyên khoe khoang trước mặt các sinh viên về trình thư pháp của mình phải cao cấp hơn, không ngờ đến giờ Ngô Bình vẫn còn nhớ. Em cũng tinh mắt đấy, biết chữ thầy đẹp. Được rồi, về thầy sẽ viết cho em mấy bức." Hồ Kiến Quốc cười lớn rồi đồng ý ngay đồ ăn được mang lên mọi người ở bàn của ngô bình phát hiện đồ ăn trên bàn mình nhiều và ngon hơn hẳn các bàn khác vì đây là á mã thức ăn trên các bàn khác đều thanh đạm còn bàn của ngô bình thì toàn các món vân đông của viêm long đương nhiên đây là những món mà mông trạch cho trợ lý chuẩn bị riêng cho bàn ngô bình trợ lý phải vất vả mãi mới tìm được một đầu bếp của viêm long tới nấu và trả một mức phí trên trời hồ kiến quốc rất hài lòng ăn đúng chuẩn vị đấy Ngô Bình mở rượu rồi rót cho Hồ Kiến Quốc, sau đó mới rót cho mình và Đào Như Tuyết, những người còn lại thì được nhân viên phục vụ rót rượu. Hương rượu bay xa, khiến Mã Thiên Vũ ngồi ở bàn bên không ngồi yên được nữa, hắn chạy tới nhìn chai rượu rồi ngạc nhiên nói: "Trời, Mao Đài năm sao ư? Cậu Ngô, cậu mang tới à?" "Ngô Bình, của nhà tôi, anh uống không? Có nhiều lắm, anh cầm lấy hai chai này." Mã Thiên Vũ cười nói: "Vậy tôi xin nhé." Hắn cầm hai chai rồi quay về bàn mình uống được một lúc, Hồ Kiến Quốc nói qua, à, lâu lắm rồi không được uống rượu ngon thế này. Ngô Bình, thầy ơi, nếu thầy thích thì mỗi năm em lại tặng thầy vài thùng. Hồ Kiến Quốc xua tay thôi, thầy sợ uống quen miệng rượu ngon rồi sau không uống được loại thường nữa. Ngô Bình cười nói, có sao đâu ạ, à, sau này cứ để em lo rượu cho thầy. Cùng lúc đó, có một đạo sĩ trung tuổi đang ngồi uống rượu với một hòa thượng trung tuổi trên một ngọn núi tuyết ở biên giới Viêm Long đạo sĩ có tương mạo cao quý, lưng đeo trường trường, còn hòa thượng kia thì rất xấu, mặt rỗ, đầu toàn mụn nhọt, quần áo cũng rách nát, trông hai người hoàn toàn đối lập với nhau. Hai người ngồi uống một lát thì đạo sĩ chợt nói, tên đó nịnh bợ tôi như vậy, lẽ nào biết nguồn gốc của đạo gia rồi. Hòa thượng đáp, thuần dương, tôi đã khuyên ông rồi, đừng để hóa thân của ông chạy lung tung, giờ bị người ta phát hiện rồi đấy. Đạo sĩ hừ nói, giác phiến, ông thì hiểu gì về đạo gia của chúng tôi hả? Nếu sư gia mà theo Phật giáo của các ông thì giờ là Bồ Tát rồi. Hòa thượng, thế à? Giờ ông bị người ta phát hiện rồi, chắc có nhiều nhân quả lắm nhỉ? Đạo sĩ bỏ chén rượu xuống rồi nói, không được, tên này chẳng lương thiện gì, tôi phải cắt nhân quả với nó. Sứt lời, tay ông ta kết ấn. Cùng lúc đó, Hồ Kiến Quốc đang uống rượu chợt biến sắc mặt rồi ngã ngửa. Ngô Bình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ấy, sau đó quan sát thì thấy Hồ Kiến Quốc bị xuất huyết não, anh rất ngạc nhiên, vì trước đó anh thấy thầy hiệu trưởng không hề có bệnh về não. chương 689, không chết được. Mọi người xung quanh hoảng hốt, có người gọi xe cứu thương, có người định tới sơ cứu, nhưng đều bị Ngô Bình cản lại. Anh đỡ Hồ Kiến Quốc sang một phòng khác yên tĩnh hơn rồi bắt đầu cứu chữa. Đầu tiên, anh rách vết tụ máu để máu chảy ra ngoài, sau đó nhờ tiểu thần đang ngủ trong người đào như tuyết ra giúp một tay. Tiểu thần nhanh chóng chữa trị vết thương cho Hồ Kiến Quốc, Ngô Bình lại lấy ít bột linh châu ra đồi hòa vào nước cho ông ấy uống. Cùng lúc đó, anh thi triển châm pháp để kích thích tiềm năng sống cho ông ấy. Một lúc sau, Hồ Kiến Quốc dần tỉnh lại, ông ấy thở dài một hơi rồi mở mắt nói: là em cứu thầy à. Giọng nói của ông ấy rất có uy, như đã hoàn toàn khác trước. Ngô Bình lau mồ hôi đáp: thầy ơi, thầy ổn rồi chứ à? hồ kiến quốc nhìn thẳng một lúc mới đáo đi chúng ta đi uống rượu ngô bình nói thôi em đã đặt một phòng ở khách sạn này rồi thầy nghỉ ngơi đi ạ à. hồ kiến quốc gật đầu đồng ý ngô bình đã đặt một phòng sang trọng rồi đỡ hồ kiến quốc đến đó đạo sĩ ngồi trên núi tuyết ném vỡ chén rượu rồi mắng thằng này giỏi cứu được cả người chết sống lại hòa thượng cười nói ông với cậu ta định trước là phải dính lấy nhau rồi hà tất phải làm thế đạo sĩ cười lạnh Tên này rắc rối lắm, ai dính phải nó là xui ngay. Nói rồi, ông ta lại bấm tay niệm thần chú. Ngô Bình đưa hồ kiến quốc lên phòng khách sạn, sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện với các bạn học. Nhưng anh vừa nhồi xuống thì quản lý lại tới báo, vị tiên sinh kia nhảy lầu rồi ạ. À? Hả, nhảy lầu? Ngô Bình lao ra ngoài đường ngay, quả nhiên anh đã nhìn thấy hồ kiến quốc nằm trong vũng máu. Theo nhân chứng kể lại thì ông ấy đã nhảy từ trên cao xuống. Ngô Bình ngẩn người, mẹ kiếp, ông này điên rồi hay gì? Anh vừa cứu ông ấy khỏi cửa môn qua mà ông ấy lại tự sát. Ngô Bình nhăn mặt nói, thầy không chết được đâu. Anh gọi đạo Diệp, ngay lập tức có một luồng tiên lực chui vào người Hồ Kiến Quốc. Ngay sau đó, Hồ Kiến Quốc đang bị thương nặng đã mở mắt ra, Ngô Bình thi triển y thuật để nối xương và trị thương cho ông ấy. Sau khi tỉnh lại, Hồ Kiến Quốc nhìn Ngô Bình với vẻ mặt phức tạp như uất hận lắm ngô bình hỏi thầy ơi sao thầy lại làm thế hồ kiến quốc quay mặt đi không muốn nhìn anh ngô bình lắc đầu lại đỡ ông ấy về phòng khách sạn lần này hồ kiến quốc bị thương rất nặng nên cần phải nghỉ ngơi vài ngày hòa thượng trên núi tuyết cười phá lên vừa cười vừa vỗ tay đông đốp đạo sĩ cao có nói tên này hại tôi thật rồi hòa thượng nói ông là chân tiên mà lại bị một người phạm đùa bớn thú vị quá đạo sĩ hừ nói đành tạm tha cho hóa thân kia vậy lần này ngô bình không dám rời hồ kiến quốc nửa bước vì sợ ông ấy lại làm ẩu buổi học sinh viên cũ vấn tiếp tục đào như tuyết đã chạy đến đây cùng anh hồ kiến quốc nhắm mắt nghỉ ngơi không nói chuyện với ai ngô bình hỏi như tuyết buổi học sinh viên cũ sẽ có hoạt động gì vào ngày mai đào như tuyết sang mai sẽ đến nhà thờ hồi giáo buổi trưa thì ăn món địa phương chiều ra bãi biển tối thì hoạt động tự do ngô bình anh ở lại với thầy hiệu trưởng rồi nên em cứ đi chơi đi đào như tuyết em làm gì có thời gian mai là phải về rồi ngô bình hỏi sao không ở lại chơi mấy ngày đào như tuyết thở dài em bận lắm làm gì có thời gian ngô bình hỏi tập đoàn miêu dược không còn gặp vấn đề về tài chính nữa rồi em còn bận gì nữa đào như tuyết bọn em là công ty thị trường vì đã thế chấp cổ phần cho ngân hàng nên áp lực công nợ ghê lắm quý một năm nay em phải kéo giá trị doanh nghiệp lên không sẽ bị ngân hàng mang ra bán đấu giá mất ngô bình hỏi em định thế nào đào như tuyết cười nói em định làm thêm một loại thuốc mới nên mới tới tìm anh nè ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói thế này đi anh sẽ cho miêu dược một loại thuốc vừa có tác dụng điều trị vừa phòng bệnh tuổi già em thấy được không đào như tuyết sáng mắt lên nói nhiều công ty dược nổi tiếng trên thế giới cũng đang nghiên cứu loại thuốc này rồi nhưng hiệu quả không ổn lắm anh làm được thật à ngô bình gật đầu chắc sẽ có tác dụng với người bị bệnh đào như tuyết gật đầu ý anh là kiểu bệnh lú lẫn của người già ư ngô bình chủ yếu là bệnh alzheimer và parkinson bằng tiến sĩ y học của ngô bình đâu phải để làm cảnh anh đã đọc hết sách y học hiện đại rồi nên có kiến thức về tất cả các bệnh Đào Như Tuyết, em nhớ số lượng người mắc bệnh này trên thế giới nhiều lắm, nếu thuốc của mình hiệu quả thì kiểu gì cũng bán chạy. Ngô Bình, anh có ý kiến, sau khi thuốc này bán chạy, em hãy chuyển nhà máy thuốc đến huyện Minh Dương, ở đó có rất nhiều ưu đãi lớn với công ty sản xuất thuốc. Đào Như Tuyết, vâng, sắp tới em sẽ đi khảo sát. Anh mau đưa công thức cho em nhé, để em tranh thủ tung tin ra luôn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ừm, mấy hôm nữa anh sẽ gửi cho em nhưng em phải ở lại với anh thêm mấy hôm nữa đào như tuyết đã cảm nhận được ánh mắt xấu xa của ngô bình nên mặt đỏ lên sau đó nói được rồi em sẽ ở lại hồ kiến quốc chợt hắng giọng ho một tiếng như thể đang nhắc nhở hai người đừng quên mất vẫn còn một người sống sờ sờ ở đây ngô bình nói thầy ơi thầy nghỉ đi ạ à, đừng nghĩ quẩn nữa hồ kiến quốc nói yên tâm giờ thầy không muốn chết nữa rồi ngô bình mỉm cười rồi kéo đào như tuyết rời đi buổi học sinh viên cô kéo dài đến 7 giờ tối mới kết thúc cuối cùng lâm nhu và giang nguyệt hân vẫn ở lại nói muốn uống tiếp với ngô bình diêm lập vũ và mã thiên lý cũng muốn về rồi nhưng thấy cả ba người đẹp đều ở lại thì cũng có mặt dày nán lại không chịu về ngô bình thấy không khí ở đây rất chán nên đã bảo người đánh xe đưa họ và cả hồ kiến quốc về sơn trang quách thị đương nhiên giờ viên trang đã đổi tên thành lý thị khi họ đến nơi thì đã bị choáng ngợp bởi quy mô ở đây diêm lập vũ lẩm bẩm anh bình Em cứ tưởng mình là sướng lắm rồi, không ngờ so với anh thì chưa là gì cả. Mã Thiên Lý, đây là trang viên cũ nhà họ Quách đúng không? Tôi từng nghe một người bạn kể, đây là sơn trang xa hoa nhất Đông Nam Á, riêng phí bảo dưỡng hàng năm cũng tốn cả trăm triệu đô đấy. Ngô Bình, đúng rồi, là trang viên nhà họ Quách đấy, nhưng giờ đã thuộc về nhà họ Lý. Mã Thiên Lý, nhà họ Lý nào? Đào Như Tuyết, nhà họ Lý ở Vân Đông, chắc anh biết chứ? Mã Thiên Lý gật đầu, "Ra vậy, bảo sao." Mã Thiên Lý hỏi, "Cậu Ngô, hai nhà Quách Lý có chuyện gì à?" Ngô Bình, "Ờ, nhà họ Lý đã mua lại hết sản nghiệp của nhà họ Quách rồi." Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, Diêm Lập Vũ nói, "Anh bạn Mã, tôi nhớ tài sản nhà họ Quách ít cũng phải vài trăm tỷ đô đúng không?" Mã Thiên Lý chân chối đáp, "Đúng, nhiều như thế mà bảo bán là bán ư?" Chương 690, Minh Vương quy thuận. Diêm lập vũ khẽ thở dài một hơi, nguyên nhân chỉ có một, đó là nhà họ quách xong đời rồi. Giang Nguyệt Hân, này, cậu có quan hệ gì với nhà họ Lý? Ngô Bình, lão gia nhà họ Lý là ông nội nuôi của tôi, chúng tôi thân lắm. Anh đang dùng thân phận của Ngô Bình nên tạm thời ẩn đi thân phận Lý Huyền Bình. Ngô Bình mời mọi người vào nhà, sau đó sai người giúp việc pha trà. Diêm Lập Vũ nghe thấy Ngô Bình và Đào Như Tuyết bàn nhau về chuyện nhà máy thuốc thì nói, anh Bình, anh đừng quên chúng ta có hẹn hợp tác với nhau nhé ngô bình nếu anh thích thì ký hợp đồng với như tuyết đi tập đoàn miêu dược sắp cho ra mắt một loại thuốc mới anh có thể tham gia tuyên truyền siêm lập vũ cười nói được có em ở đây em đảm bảo thuốc của miêu dược sẽ nổi như cồn mã thiên lý nói cậu ngô cậu có hứng thú với tiền ảo không ngô bình không thích đồng tiền ảo này cho lắm nên nói thứ này không tạo ra giá trị như cây không gốc nước không nguồn không có ý nghĩa mã thiên lý cậu ngô tôi lại thấy phần thân mới có giá trị ngô bình tôi không hiểu về tiền ảo lắm nhưng tôi biết bất kỳ công ty nào chỉ cần bỏ vốn ra thì đều thu được tiền mặt sau đó thổi phồng giá trị hàng hóa lên là bán được rồi theo tôi được biết thì trên thị trường hiện giờ có nhiều đồng tiền ảo lắm đúng không mã thiên lý gật đầu đúng thế chúng tôi cũng lo lắng về chuyện này nhưng tôi tin ngô bình xua tay tôi không quan tâm mảng này đâu Thấy nó giả lắm, chỉ nổi nhất thời thôi, rồi sẽ có một ngày rơi tự do." Mã Thiên Lý không nói gì nữa. Đào Như Tuyết nói, "Em thấy hai anh có thể hợp tác với nhau đấy." Mã Thiên Lý ngẩn ra, "Hợp tác kiểu gì?" Đào Như Tuyết, "Dùng tiền ảo để đổi lấy thuốc của tập đoàn Miêu Dược, như vậy nó sẽ có sức mua, còn thuốc mới của chúng ta khả năng cao sẽ cháy hàng trong giai đoạn đầu." Mã Thiên Lý sáng mắt lên, "Ý này hay đấy, chúng ta có thể bàn kỹ hơn về chuyện hợp tác." Ngô Bình không hứng thú nên nói: "Anh Mã, tôi nghĩ anh nên xử lý hết đồng tiền ảo rồi đầu tư vào cái gì đó thiết thực. Tôi có nhiều dự án hay lắm, nếu anh thích thì tôi có thể giới thiệu cho anh." Mã Thiên Lý nói: "Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ hợp tác với cậu." Ngô Bình thấy Mã Thiên Lý vẫn khăng khăng với ý kiến của mình nên không nói gì nữa. Bọn họ ngồi uống đến 12 giờ thì chợt có âm thanh lạ vang lên, Ngô Bình cau mày rồi đứng dậy nói: "Mọi người cứ ngồi chơi, tôi ra ngoài xem sao." Hơn một ngày trôi qua, Ngô Bình đã khôi phục lại gần hết tu vi, loáng cái anh đã biến mất trong bóng tối. Nhìn thấy thân pháp của Ngô Bình, Giang Nguyệt Hân nói, khinh công siêu quá, nói rồi, cô ấy cũng ra ngoài theo. Lâm Nhu cười nói, Nguyệt Hân, chờ tôi với, nói rồi, cô ấy cũng biến mất ngay. Diêm Lập Vũ và Mã Thiên Lý ngơ ngác nhìn nhau, họ đi kiểu gì thế nhỉ? Đào như tuyết, hai anh không phải ngạc nhiên, họ đều ở cảnh giới nhân tiên và địa tiên rồi diêm lập vũ thở dài ngưỡng mộ quá tôi mà cũng bay qua bay lại được như thế thì hay ngô bình ra ngoài ngay sau đó thần chiếu và mông trạch cũng xuất hiện sau lưng anh thần chiếu nói chủ nhân xung quanh đây có người sống để tôi đi bắt một người về ngô bình gật đầu nhớ để nhân chứng sống anh vừa nói dứt câu thần chiếu đã biến mất thần chiếu đi rồi giang nguyệt hân và lâm nhu mới xuất hiện khi họ nhìn thấy mông trạch thì đều sững người Giang Nguyệt Hân nói, đây là Ngô Bình, thuộc hạ của tôi. Giang Nguyệt Hân nghệt mặt ra, cô ấy cảm thấy mông trạch có tu vi cao hơn mình, một đại cao thủ vậy mà chấp nhận làm thuộc hạ của Ngô Bình ư. Lâm Nhu nói, Ngô Bình, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu điều bí mật hả? Cô ấy vừa nói xong thì thần chiếu đã xách cổ hai người khác đáp xuống, sau đó ném họ xuống đất. Hai người này đều có tu vi khá cao, một người cảnh giới thần và một người cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình hỏi cao thủ cảnh giới tiên thiên, các người là ai? Người này bị thần chiếu bắt được nên đang hoảng sợ, chúng tôi là người của Minh Vương. Minh Vương, Ngô Bình nhớ Minh Vương là con rể của nhà họ Quách, xem ra người nhà này vẫn chưa từ bỏ hy vọng muốn đoạt lại quyền lợi. Anh cười lạnh nói, ông Mông, dẫn Minh Vương đến đây gặp tôi. Mông chạch chắp tay, vâng. Lâm nhu sướng sờ, Minh Vương mà cậu nhắc tới là hoàng đế ngầm của Nam Dương, cao thủ đứng thứ bảy trên hắc bảng à. Ngô Bình, ừm, chị cũng biết à. Lâm Nhu cười trừ, tu vi của người này đến cảnh giới địa tiên rồi. Ngô Bình, hai chị vào trong đi, để tôi giải quyết việc ở đây đã. Lâm Nhu và Giang Nguyệt Hân biết Ngô Bình sẽ ra tay với người ta nên không ở lại nữa, mà quay trở lại phòng khách. Vài phút sau, Mông Trạch đã dẫn một người đến gặp Ngô Bình. Người nó đã bị hạ ám thủ nên toàn thân không còn chút sức lực, đôi mắt đờ đẫn, chỉ nhìn Ngô Bình đăm đăm, Ngô Bình, ông là Minh Vương Vương Tuyệt hả? Vương Tuyệt cười lạnh, có giỏi thì đấu với tôi một trận. Ngô Bình đấm thẳng vào mặt ông ta, làm dụng hai cái răng cửa rồi nói, một người sắp chết như ông mà cũng đòi đấu với tôi. Vương Tuyệt gào lên, tôi sẽ giết cậu. Ngô Bình, tôi thích những người như ông, vì khi ra tay giết hại, tôi sẽ không thấy có lỗi. Suốt lời, anh nói với mông trạch, trước khi trời sáng, tôi muốn Minh Vương và người của ông ta biến mất trên đời. Mông trạch đáp vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Minh Vương biến sắc mặt rồi nói, khoan, cậu có thể ra điều kiện, tôi sẽ đồng ý hết. Ngô Bình cười lạnh nói, không cứng miệng nữa à. Minh Vương cúi đầu nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngô Bình, tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội, từ giờ trở đi, ông phải gia nhập Hắc Thiên Giáo. Tôi sẽ hạ ám thủ trong người ông, nếu ông không trung thành, dù ông có trốn đến đây, tôi cũng cho ông chết thật thảm minh vương biến sắc mặt rồi nói tôi đồng ý ngô bình ông mông tôi giao ông ta cho ông cho ông ta thân phận đệ tử ngũ hương mông trạch vâng mông trạch dẫn minh vương đi việc còn lại không cần đến ngô bình nữa nên anh để mông trạch xử lý nốt ngô bình về phòng khách lâm nhu hỏi sao rồi giải quyết trong hòa bình anh cười nói rồi nâng chén tôi mời các anh chị khóa trên một chén Bọn họ ngồi uống đến 2 giờ sáng mới về phòng nghỉ, trong trang nhiên có rất nhiều phòng nên họ ở tạm đây đêm nay luôn. Chờ mọi người đi rồi, đào như tuyết mới lặng lẽ đến phòng Ngô Bình, cô ấy vừa vào thì đã bị Ngô Bình ôm chầm lấy. Đào như tuyết nũng nịu, anh bị bệnh tiểu thoái cơ à? Như này có sợ bị thương không? Ngô Bình mỉm cười nham hiểm, bị thương cũng được, nói rồi, anh bế ngang người cô ấy lên rồi đi về phía giường. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 40.